Vân Vô Dịch thân là một sinh viên nghèo rớt mồng tơi chỉ biết đi làm shipper kiếm sống qua ngày. Thế mà ai ngờ, vào một ngày không đẹp trời lắm, thì có một thiên thạch rơi thẳng từ trên trời xuống đầu cậu. Rồi từ đó cậu phải chia sẻ cơ thể cho tên ma đầu top một server thế giới dùng chung nữa cơ chứ. Cũng may là trời thương kiểu gì mà Vân Vô Dịch lại có được Phật chi lực, khiến cơ thể có đan điền gấp 10 lần người bình thường nên mới không bị hắn ta khống chế. Kể từ ngày hôm đó, Vân Vô Dịch như được khai sáng, sức mạnh ma thần mượn bợ được vô cùng bá đạo, thì ra tu tiên trong truyền thuyết là có thật đó nha. Con đường từng bước lên đỉnh cao của Vô Dịch như nào thì cùng Pi xem ngay thôi. Đọc truyện hay tại bémèosinh.com. Trăm năm về trước, trái đất tràn ngập linh khí. Những tu đạo giả như cá gặp nước, dần dần thành lập môn phái, tu hành bắt đầu thịnh thế. Tu hành được chia làm các cảnh giới gồm Trúc Cơ, Thông Huyền, Tiên Thiên, Kim Đan, Nguyên Anh và Hóa Thần. Mỗi một cảnh giới lại được chia thành 6 cảnh giới nhỏ từ sơ giai cho đến đại viên mãn. Trong đó, những đại tu hành giải tiến nhập được Hóa Thần cảnh giới là vô cùng ít ỏi. Cho đến công nguyên năm thứ 1125, trái đất bắt đầu cạn dần linh khí, việc tu hành bắt đầu khó khăn hơn. Các Nguyên Anh và đại viên mãn cảnh giới bắt đầu cắt đứt không gian, tạo nên kết giới, sau đó đưa các tu hành giả rời khỏi trái đất. Đáng tiếc là những tu hành giả có tu vi dưới kim đan đều không chịu được sức ép của thiên đạo. Họ chỉ có thể ở lại trái đất mà truyền thừa, khiến cho hậu thế có thể mở ra được vết nứt không gian một lần nữa, tiến vào thượng cổ kết giới bắt đầu tu hành. Hiện nay, vẫn còn một vài nơi lưu lại chút linh khí ít ỏi để chờ đợi những người có duyên lấy lại hy vọng cho những tu hành giả ở trái đất. Sau đó vài trăm năm, tu hành giả dường như tuyệt tích, thời đại không pháp luật diễn ra dẫn đến một thế giới đại loạn, chiến tranh khắp nơi. Cuối cùng, chuyện liên quan đến tu hành cũng trở thành một truyền thuyết bị người đời quên lãng. Năm 2023, thế giới hiện đại phát triển, người dân sinh sống bình thường như bao ngày. Có ai biết được rằng, ở không gian thượng cổ khác đang diễn ra một cuộc tranh đấu vô cùng kịch liệt. Thanh giáo nhân lúc Sigma đang chuẩn bị ma đan lôi kiếp thì cho thập đại hộ pháp bao vây tấn công. Sigma thật sự rất tức giận, đám người này quá là bỉ ổi rồi. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng mà sử dụng đến tuyệt chiêu, xé sách không gian chạy thoát khỏi nơi đó. Nhưng Sigma cũng xui xẻo quá rồi, thoát được thập đại hộ pháp của thanh giáo thì lại gặp đến một cô nương lắm chuyện ghét ma giáo. Sigma lúc này làm gì còn sức để chơi đùa với cô ta, cậu lại phải một lần nữa bỏ chạy. Lần này, cậu đến động Nhạc Thái Sơn, bay thẳng qua vết nứt không gian cấm địa kia. Nhưng cô nàng kia cũng lợi hại không kém, cô ta nhanh chóng đuổi đến chỗ Sigma, đã vậy còn trực tiếp ra tay giết chết cậu nữa chứ. Vào khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn bật cười, đường đường Sigma danh chấn thiên hạ, vậy mà cuối cùng lại chết trong tay của một nha đầu nhỏ nhoi. Nhưng Sigma chợt nhận ra, bản mệnh đan của cậu vẫn còn, chỉ cần nhanh chóng tìm được một cơ thể thích hợp để đoạt xá thì cậu vẫn có thể sống. Sigma nhanh chóng chạy đi tìm Thiên Duyên, lúc này, ở thế giới hiện đại. Một chàng thanh niên giao hàng tên Vân Vô Dịch đang gặp phiền phức to, cậu lỡ đụng vào một đám lưu manh rồi. Vân Vô Dịch bị bọn chúng đánh cho một trận, rồi còn bị bắt bồi thường 50 vạn nữa chứ. Một thằng shipper như cậu thì lấy quái đâu ra đống tiền kia đây. Vân Vô Dịch chưa kịp phản bác thì lại bị bọn chúng bắt ép liếm giày cho tên đại ca rồi. Đang lúc náo loạn thì một ánh sáng bắn thẳng vào người của cậu. Cơ thể Vân Vô Dịch tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ, ánh mắt của cậu cũng thay đổi ngay lập tức, xung quanh cậu là vô vàn chú ngữ đáng sợ. Là Sigma, cậu đã đoạt xá thành công cơ thể của Vân Vô Dịch. Những kẻ lưu manh kia bắt đầu sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này tất nhiên đã muộn rồi. Sigma dùng sức mạnh hóa những chú ngữ kia thành dây leo, bắt trói tất cả bọn chúng lại. Đang lúc cậu định xử bọn chúng là cô nàng phiền phức kia lại đuổi đến ngăn cản. Cô ta có vẻ hơi ngốc rồi, lúc này là cậu bị thương nên mới thua thiệt cô ta thôi, giờ thì tình hình khác hẳn rồi nhé. Dựa vào một cô nhóc như cô thì chưa đủ tư cách đâu. Cả hai lại bắt đầu lao vào chiến đấu, khiến cả khu ngõ vắng người bắt đầu lóe sáng cả một vùng. Nhưng Sigma lại không ngờ đến, cô nàng kia lại có trợ thủ, cậu lại bị rơi vào thế yếu rồi. Cô gái kia thật ra cũng chả biết người giúp mình là ai, cô ta hướng về chỗ phát ra âm thanh thì thấy trước mặt là một con mèo. Cô cứ nghĩ đó là yêu tu nên còn định đánh tới nữa chứ. Chú mèo kia nhanh chóng biến thành hình người và giới thiệu, hắn tên là Lạc Văn Thê rồi giải thích. Hiện tại trái đất đang bị cạn kiệt linh lực, vì vậy hắn mới lấy bí thuật huyễn hóa thành mèo để giảm đi sự tiêu hao linh lực. Cô nàng kia nhìn một lúc thì cũng tin, bởi linh lực của Lạc Văn Thê khác là thuần khiết. Trong lúc hai người bận giao lưu thì Vân Vô Dịch cũng tỉnh lại. Cậu đã trở lại bình thường rồi nhưng cơ thể lại có vô vàn chú ngữ kỳ lạ. Vân Vô Dịch chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại có hai người trước mặt nhìn cậu đầy nguy hiểm. Cậu còn sợ đến mức vừa khóc vừa dập đầu xin tha mạng nữa chứ. Lạc Văn Thê lúc này mới rõ, cậu không phải là Sigma. Nhưng thật kỳ lạ, Vân Vô Dịch bị đoạt xá nhưng hồn phách lại không bị hồn phi phách tán. Cô nàng kia thấy cậu ồn ào quá thì dùng cấm ngữ lên cậu. Cả hai nhân lúc im ắng thì mới quan sát kỹ Vân Vô Dịch. Đan điền của cậu hình như có một tầng cấm chế bên trên. Có lẽ đó là ma đan của Sigma,
trên đó cũng có cấm chế. Có lẽ Sigma đã bị phong ấn bên trong cơ thể cậu rồi. Lúc này, cảnh sát khu vực cũng vì tiếng động nảy giờ mà chạy đến. Lạc Vân Thê nhanh chóng mang Vân Vô Dịch và cô nàng kia rời đi, nếu không lát nữa mà gặp cảnh sát thật thì rắc rối chết mất. Cảnh sát khu vực đến nơi thì chỉ thấy một đám đàn ông ngất ngay đất và bên cạnh là chiếc ví có giấy tờ của Vân Vô Dịch. Lạc Vân Sơn dẫn họ đến một nơi cách khá xa thành phố đông đúc. Đây là nơi tu hành đạo trường thượng cổ, trước đó được gọi là Lịch Sơn, bây giờ được gọi là Thiên Phật Sơn. Vân Vô Dịch nôn ọe sau một hồi thì quay sang nhìn hai người họ, cuối cùng cậu thốt lên hai chữ tiên nhân. Hai người trước mặt cậu biết bay đó, nhưng mà lại có bóng bình thường, vậy thì chỉ có thể là tiên nhân thôi. Nhưng lúc này Vân Vô Dịch đột nhiên cảm thấy cơ thể vô cùng lạnh lẽo. Lạc Vân Thê nhanh chóng nhận ra cậu đang bị ma đan hấp thụ sức sống cùng linh khí. Nhưng cơ thể cậu căn bản không thể có đủ để cống nạp cho ma đan. Cả hai người họ phải nhanh chóng khống chế ma đan giúp Vân Vô Dịch, nếu không cậu sẽ chết mất. Một người thì chấn đỉnh đầu, một người thì chấn trực tiếp ở đan điền của Vân Vô Dịch. Cậu hét lên đầy đau đớn, một sức mạnh khổng lồ bật ra từ cơ thể cậu, đẩy cả hai người bay thẳng ra sau. Vân Vô Dịch lúc này dường như cảm nhận được không gian bên trong bụng mình, lúc này một âm thanh vang lên. Nói rằng nơi này chính là đan điền của Vân Vô Dịch khi đã bị sét đánh hỏng. Vân Vô Dịch hốt hoảng tìm ra âm thanh kia phát ra từ đâu. Giọng nói của Sigma lại vang lên, hắn ở trong cơ thể cậu, tìm làm gì cho phí công. Sigma nói ra tình hình của mình cho cậu, hắn là bị thiên lôi đánh hỏng cơ thể. Sau đó bản mệnh đan lại bị phong ấn trong cơ thể cậu. Hiện giờ, hắn và cậu chính là có cùng một cơ thể. Vân Vô Dịch hốt hoảng đuổi Sigma ra khỏi cơ thể mình. Nhưng hắn làm gì có thể có chứ, hắn bị cấm chế rồi, muốn ra cũng chả ra được đây này. Vân Vô Dịch chính là phong ấn chi thể ngàn năm có một, hắn mà biết thì có ngu mà nhập vào. Bây giờ Sigma hắn cũng không ra được, hơn nữa chỉ có thể dựa vào sinh linh chi khí trong cơ thể cậu để sống sót mà thôi. Vân Vô Dịch bực bội, vậy chả lẽ cậu phải ở yên để Sigma ăn sạch cơ thể hay sao? Sigma bật cười, giờ cậu không dễ chết như vậy đâu. Vừa rồi hai người kia muốn đối phó với hắn, nhưng không biết vì sao cơ thể cậu xuất hiện Phật chi lực, đan điền của cậu cũng đã được tu phục. Hơn nữa là tu phục thành đan hải, mạnh mẽ gấp gần 10 lần đan điền bình thường. Còn Sigma hắn chỉ cần linh khí của một đan điền bình thường là đã có thể duy trì sự sống rồi. Vậy nên Vân Vô Dịch căn bản không hề bị đe dọa đến tính mạng đâu. Vân Vô Dịch nghe xong cũng chả hiểu lắm, nhưng không sao, cậu biết là mình tạm thời an toàn rồi. Bây giờ quan trọng nhất là cậu phải nghĩ cách để lôi Sigma ra khỏi cơ thể mình cái đã, Sigma cũng tốt bụng giúp cậu. Nếu muốn được tự do khống chế phong ấn thì cậu phải luyện đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cơ. Vân Vô Dịch hoang mang rồi, cậu phải tu tiên à? Sigma xúi cậu nên nhân lúc hai người kia còn đang ngất ở đất thì nhanh chóng chạy đi. Vân Vô Dịch chạy lại chỗ Lạc Vân Thê cướp lấy chiếc áo của hắn ta. Chứ giờ cậu mà chạy ra đường không có áo che thân thì chết mất. Vân Vô Dịch cảm thấy ngày hôm nay của cậu chả khác gì phim hết, giờ phải đi ăn bù vào mới được. Nhưng Vân Vô Dịch mò trong túi quần thì lại chả thấy ví của mình đâu, cậu muốn khóc quá. Đó là toàn bộ tài sản của cậu đó, lúc này, ở một khu ngõ nhỏ. Những người chứng kiến cảnh phi lý lúc này đang bị hai người kỳ lạ điều tra. Họ run rẩy kể lại là họ thấy được một hỏa cầu từ trên trời rơi xuống, sau đó thì họ đã ngất mất rồi. Có một người tỉnh táo thì nhớ được, Vân Vô Dịch dường như có lực khí rồi ném hắn đi. Nhưng những tin tức này lại chả có tác dụng với họ. Chàng trai bên cạnh tức giận giết chết người đàn ông kia, tên còn lại sợ hãi chạy đi mất. Hai người kia cũng chả quan tâm, họ chỉ biết nghĩ đến hiện tượng kỳ lạ vừa rồi. Chắc hẳn đây là do chỗ đó gây ra, không phải là sự tồn tại của thế giới này. Là thượng cổ kết giới, cô gái kia để lại chuyện ở đây cho người kia, rồi chạy đuổi theo tên kia. Vân Vô Dịch lúc này đã chạy lại chỗ vừa rồi để tìm ví. Sigma chỉ biết mắng, lúc này mà còn quay lại, Vân Vô Dịch cũng ngu quá rồi. Ngay lúc này cậu gặp cô nàng kia truy đuổi một người, cậu cũng bị đánh trúng mà ngã xuống. Cô ta nghe tên kia khai Vân Vô Dịch chính là người kia xong thì giết hắn luôn rồi quay sang nhìn cậu. Vân Vô Dịch định chạy lấy mạng nhưng Sigma lại bảo cậu đánh lại cô ta. Đan điền của cậu bây giờ đã ngưng tụ linh khí rồi, cộng thêm lượng lớn linh khí trong đan hải. Với cả cậu có hắn mà, sợ gì võ đạo giai đoạn như cô ta chứ. Nhưng giờ cậu không biết thuật pháp, nên là cứ giao lại quyền khống chế cơ thể cho hắn. Hắn sẽ giúp cậu đánh thôi, Vân Vô Dịch vẫn tỉnh táo lắm, cậu thừa biết là hắn đang lừa cậu đấy nhá. Và hậu quả của việc không nghe lời Sigma chính là Vân Vô Dịch bị cô ta thôi miên rồi. Vân Vô Dịch ngô nghê khai tên tuổi và cả mật khẩu thẻ ngân hàng của mình luôn rồi. Cũng may lúc này Sigma đã hóa thành hình người rồi tát cậu tỉnh lại ở trong đan điền rồi. Hắn nói rõ cho cậu nghe, yêu thuật kia chính là Yên Ba Mị, một loại ma thuật mê hoặc cấp thấp. Nhưng Sigma có nói gì thì cậu vẫn không đồng ý giao lại quyền khống chế cơ thể. Hắn chỉ đang vứt cho cậu một quyển bí thuật. Với tu vi của cậu hiện giờ thì với thứ này là đã đủ để cậu chạy rồi. Vân Vô Dịch nhân cơ hội học nhanh thứ bí thuật kia rồi hất văng cô nàng kia chạy mất. Khung cảnh đuổi bắt này nhanh chóng bị một nhóm người thu vào mắt. Lúc này,
Vân Vô Dịch bên kia lại bị gì nữa rồi. Ai ngờ, mọi đòn tấn công của họ đều bị Vân Vô Dịch dễ dàng tránh né. Có điều thời gian trôi qua thì cậu cũng phải thua thiệt trước hai người kia. Nhưng may cái, nhóm người lúc này đã ra tay cứu cậu. Người đàn ông lớn tuổi đứng ở giữa chính là Vương Thiên Dưỡng. Vân Vô Dịch chả biết người này là ai, nhưng có sự có mặt của ông ta. Hai kẻ kia đã rời đi, Vương Thiên Dưỡng lúc này quay lại hỏi thăm Vân Vô Dịch. Nhưng ai ngờ cậu yếu ớt trả lời, toàn cơ huyệt trước ngực và linh đài huyện sau lưng của ông ta cứ nửa tháng là đau tê tái một lần, đã vậy cơn đau lại ngày càng kéo dài nữa chứ. Vương Thiên Dưỡng ngạc nhiên, đây là căn bệnh nhiều năm của ông ta, nhưng Vân Vô Dịch lại nhìn cái là ra ngay. Chẳng lẽ là cậu thật sự có cùng nguồn gốc với người năm đó hay sao? Vân Vô Dịch đứng dậy rồi đưa ông một địa chỉ, cậu có cách chữa bệnh cho ông ta. 3 ngày sau chỉ cần ông đến nơi này thì cậu sẽ cho ông pháp môn hóa giải. Ai ngờ ông ta lại trực tiếp đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng có chứa 100 vạn để làm tâm ý cơ chứ. Đã vậy, ông ta còn đưa người bên cạnh mình cho cậu, có chuyện gì thì cứ phân phó cho hắn làm. Sau khi tiễn Vân Vô Dịch rời đi, Vương Thiên Dưỡng mới bắt đầu kể cho đứa cháu gái của mình một câu chuyện xưa. 81 năm về trước, chiến tranh đang diễn ra, Vương Thiên Dưỡng ông mới 10 tuổi mà đã lưu lạc khắp nơi. Lúc ông đói quá nên ra ngoài tìm thức ăn thì pháo đạn của địch bắt đầu đột kích. Ông ta cứ ngỡ mình chết rồi thì có một người lao đến, là tiên nhân, ông ta đã được tiên nhân cứu mạng. Ngày đó, Vương Thiên Dưỡng ông đã chứng kiến sức mạnh phi thường, một mình người đó đã giết chết 500 kẻ địch, sáng tạo ra thần thoại Trung Quốc, khiến cho quân xâm lược Hoa Nhật khiếp hồn sợ hãi. Và thân pháp của Vân Vô Dịch chính là y hệt như người đó, ông ta căn bản không thể nào quên được. Ở phía Vân Vô Dịch, cậu lúc này đã bị cảnh sát khu vực tìm đến. Bởi họ tìm thấy ở hiện trường bị ẩu đả kia vậy tùy thân nên mới đến mời cậu về đồn điều tra. Người mà Vương Thiên Dưỡng cử đi đã đứng ra bảo về cậu. Hắn nói sẽ thông báo cho cục trưởng sau, còn Vân Vô Dịch, cậu là khách quý của Vương thị gia tộc. Nhưng lúc này, lại có một người đàn ông xuất hiện đòi đưa Vân Vô Dịch rời đi. Tên tóc đỏ kia tức giận, tên này là ai mà dám không nể mặt Vương gia nhà hắn cơ chứ? Tên kia hả hê nói rõ, hắn ta chính là người của Nhan tộc. Lúc này, Lạc Vân Thê cùng cô gái kia cũng đã bắt đầu vào thành phố để tìm kiếm Vân Vô Dịch. Họ đang đứng trên tầng thượng của một tòa cao ốc thì phát hiện một kết giới kỳ lạ. Lần đó, Vương Thiên Dưỡng may mắn được người kia chỉ điểm, bước vào tiên đạo chi môn, ông ta bắt đầu học đạo pháp, dược đạo. Nhưng người kia không cho phép ông gọi hắn là sư phụ, vì vậy Vương Thiên Dưỡng chỉ có thể gọi người đó là ân công. Trong một lần đi hái dược liệu, Vương Thiên Dưỡng bị rơi xuống vách núi, nhưng cũng may là không chết. Chỉ là khi ông trở lại hang động mình hay sống thì lại thấy một bức thư từ biệt cùng 3 viên đan dược, đủ để ông tu hành trong vòng 5 năm tới. Nếu ông có thể tiến nhập được nội kình đại viên mãn thì có thể quay lại hang động đó, hắn sẽ xuất hiện. Và đến cho tận bây giờ, ông ta vẫn chưa có đủ khả năng để có thể trở lại nơi kia. Trong lúc Vương Thiên Dưỡng vẫn đang hồi tưởng thì Vân Vô Dịch đã ở hộ long đường vừa ăn vừa khai lại mọi chuyện rồi. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, có ngu thì cậu mới đi nói ra là có một đại ma đầu trong người mình. Vân Vô Dịch chỉ nói mình là người thường và cũng là nạn nhân trong vụ này thôi. Thấy cậu không nói thật, bọn họ gọi đến một người tên là Kỳ Vân. Hắn ta muốn xem ký ức của Vân Vô Dịch. Hắn tiến lại gần cậu rồi sử dụng chiêu thức Trần Linh Độ, sao chép ký ức của cậu ra thành một đám bong bóng. Cuối cùng là phát đoạn ký ức đó lên, mở đầu là khung cảnh Vân Vô Dịch hộc máu, sau đó là cậu chạy đến bệnh viện. Vân Vô Dịch đưa cơm đến cho một người phụ nữ tóc vàng là dì Vương. Bà ấy bị ung thư cũng sắp phải mất rồi. Cậu đã không còn bất kỳ ai là người thân trên đời này nữa rồi. Còn Vân Vô Dịch, chính cậu cũng đã bệnh từ khi rất nhỏ. Khí quản của cậu luôn đặc rồi bị ho, khả năng sống được là rất ít. Khi đó bác sĩ chỉ có thể duy trì được tính mạng của cậu, tương lai thì phải xem tạo hóa của riêng cậu rồi. Và gia đình Vân Vô Dịch cũng chả tốt đẹp gì, cha cậu trách cậu là đứa con xui xẻo, nhà họ cũng chả còn tiền để có thể chữa trị cho cậu. Mẹ Vân Vô Dịch an ủi cậu rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, cậu đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình nhảy lầu. Còn cha cậu lại vì muốn kiếm tiền mà ngày đêm kéo xe hàng, cuối cùng gặp phải tai nạn, chiếc xe rơi thẳng xuống vách núi. Ngày hôm đó Vân Vô Dịch dường như đã trưởng thành ngay trong một khoảnh khắc. Cậu mới bao lớn mà đã không còn người thân nữa, đi đến đâu cũng bị người xua đuổi, lang thang khắp nơi. Và cuối cùng, Vân Vô Dịch đã quyết định nhảy sông tự tử. Nhưng lúc đó có một người phụ nữ đã cứu cậu. Lúc này, việc xem lại ký ức đã bị chen ngang, có một người tiến vào bên trong căn phòng. Là Vương Thiên Dưỡng, đám người này thật quá đáng, vậy mà lại dám tự ý đọc ký ức của người khác. Ngay cả Hoa Hạ hộ long sứ mà không có giấy phép liên quan cũng không được đọc ký ức của người khác. Những người Nhan gia bắt đầu bực tức, quy tắc của Nhan gia đã định, những người không liên quan thì không được phép xông vào hộ long đường. Họ muốn mời ông ra khỏi nơi này, Vương Thiên Dưỡng đến đây tất nhiên là không phải không có chuẩn bị rồi. Vân Vô Dịch là người mà ông ta mời riêng đến và ông ta cũng có đủ thủ tục hợp pháp để đưa cậu đi. Nhan Phóng mặc kệ lời nói của Vương Thiên Dưỡng, Vân Vô Dịch là người bị tấn công bởi bất minh thiên hỏa, hơn nữa rất có khả năng cậu chính là đương sự trong vụ này.
Vậy thì mấy cái thủ tục hợp pháp kia làm sao có thể so với manh mối về thượng cổ kết giới cơ chứ? Vương Thiên Dưỡng có chút tức giận, nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Vương thị ông ở trước mặt Hộ Long Đường không đáng để nhắc đến, nhưng ông ta có thể khua chiêng khiến cho toàn bộ người tu đạo của Hoa Hạ biết đến chuyện. Manh mối quan trọng liên quan đến thượng cổ kết giới đang bị Hộ Long Đường bắt giữ. Đến lúc đó nhan phóng hắn nhất định sẽ bận rộn lắm đây. Các thế lực bên trên mà biết được thì liệu có để yên không đây? Hiện giờ là thời đại tu hành mạt pháp, vương quyền cuối cùng cũng sẽ nắm giữ tất cả. Giờ đột nhiên xuất hiện một manh mối quan trọng thì liệu thái độ của họ là gì đây? Kỳ Vân bên cạnh tức giận, hắn muốn đấu với Vương Thiên Dưỡng, nếu thắng thì ông có thể đưa Vân Vô Dịch rời đi. Sigma bên trong cơ thể Vân Vô Dịch lúc này cũng rảnh rỗi mà hóng chuyện. Công pháp của tên Kỳ Vân này khá giống kiểu khống linh câu hồn. Tư thế hắn thì cũng được, nhưng uy lực thì cũng bình thường thôi. Nhưng Vương Thiên Dưỡng cũng được phết, ông dùng sức mạnh tạo thành một chiếc chuông bao bọc lấy bản thân hoàn toàn chống đỡ được chiêu thức của Kỳ Vân. Đã vậy, ông còn biết dùng đến tàn ảnh nữa chứ. Rất nhanh, Kỳ Vân đã thua thiệt. Ngay lúc căng thẳng thì Vân Vô Dịch đột nhiên đứng dậy đòi rời đi, mọi người bắt đầu hốt hoảng đến bất ngờ. Dưới chiêu thức trần linh độ của Kỳ Vân mà cậu vẫn có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi đi. Đã vậy, họ đọc ký ức thì cũng chỉ có thể thấy được đến đoạn lúc thiên hỏa giáng xuống. Chúng đã không còn lý do để giữ Vân Vô Dịch ở lại được nữa. Và lại Vương Thiên Dưỡng cũng đã chiến thắng, kiểu gì thì họ cũng không thể giữ người được nữa. Kỳ Vân tiến lại nói rõ với Vân Vô Dịch, cậu có thể rời đi, nhưng chuyện của thiên hỏa vô cùng quan trọng. Vân Vô Dịch tạm thời sẽ không được rời khỏi Tuyền Thành. Cậu phải phối hợp điều tra với Hộ Long Đường bất cứ lúc nào. Vân Vô Dịch buộc miệng nói, bổn tọa muốn đi đâu thì đi, dựa vào một tên nhãi nhép như hắn mà cũng dám ngăn cản cậu mà. Mọi người nghe xong thì há hốc mồm, bổn tọa quái gì đây? Là Sigma, hắn đang giữ quyền khống chế cơ thể của Vân Vô Dịch. Nhưng hắn ta lại quên mất bây giờ hắn đang dùng cơ thể của tên nhóc Vân Vô Dịch. Trước khi Sigma hắn có thể đột phá được phong ấn thì phải khiêm tốn không để lộ ra tung tích của mình thôi. Sigma bắt đầu gào lên, ý của hắn là ngày mai vẫn còn phải đi học, cần phải nhanh chóng đi chiếm chỗ. Nếu kiểm tra không qua thì hắn phải đi học lại đó. Cuối cùng tình thế ngượng ngùng kia cũng kết thúc. Mọi người đang cùng nhau đi tản bộ thì ông ấy đột nhiên ôm ngực rồi ngã quỵ xuống. Sigma bảo cháu của Vương Thiên Dưỡng chuẩn bị một yên tĩnh để cậu chữa trị. Nhưng đám người trẻ kia lại chẳng tin hắn, Sigma thì đương nhiên chả thèm nhiều lời. Hắn trực tiếp đánh bay đám nhóc con kia rồi tạo thành một kết giới. Sau đó Sigma trực tiếp nâng Vương Thiên Dưỡng lên rồi chữa trị cho ông. Ông ta đang bị chân khí phản phệ, vừa rồi vì đánh nhau nên bị hao tổn quá lớn. Hắn hiện giờ cũng chỉ là đang tạm thời áp chế mà thôi. Vì khung cảnh hiện tại, cô cháu gái kia cũng chịu chuẩn bị một nơi an tĩnh cho họ. Sigma bắt đầu tập trung chữa trị cho Vương Thiên Dưỡng. Ông ta ngồi bên trong chiếc chuông cũng cảm thấy thật thần kỳ. Căn bệnh đã khiến ông khổ mấy chục năm nay vậy mà chỉ trong vòng một đêm đã được một chàng trai trẻ hóa giải tất cả. Không những Van Sigma rời đi cùng với Vương Thiên Dưỡng, những chỗ trong công pháp mà ông ta vốn không thông cũng đã được bù đắp hoàn toàn. Vương Thiên Dưỡng bắt đầu quỳ gối cảm tạ Sigma. Đây là ơn lớn mà ông ta không có gì để báo đáp nổi. Ông ta hứa hẹn, về sau mọi mệnh lệnh của hắn thì ông đều sẽ tuân theo. Dù cho có là biển lửa thì ông ta cũng không từ. Biển lửa thì Sigma không cần nhưng đúng là có một chuyện mà hắn đang cần giúp đỡ đây. Sigma muốn nghe qua một chút về tình hình của võ đạo hiện tại, Vương Thiên Dưỡng giải thích. Hiện tại võ đạo được phân thành 5 cảnh giới lớn là ngoại kình, nội kình, hóa cảnh, huyễn cảnh và thành cảnh. Mỗi một cảnh giới lại được phân thành 6 cấp biệt. Sơ giai, trung giai, cao giai, bán bộ đỉnh phong và đại viên mãn. Trong đó ngoại kình võ giả thì nhiều, đến nội kình thì được liệt vào danh sách cao thủ. Các cao thủ nội kình cao giai hiện giờ đều thuộc về thế lực của các đại gia tộc rồi. Vương Thiên Dưỡng ông bất tài nên mãi cũng chỉ quanh quẩn ở nội kình đại viên mãn, vẫn chưa thể tiến nhập hóa cảnh được. Nhưng nhờ sự chỉ điểm của Sigma vừa rồi, ông đã có thể vượt qua được cánh cửa hóa cảnh kia. Trên hóa cảnh còn có huyễn cảnh và thần cảnh, nhưng cả hai đều đã là truyền thuyết rồi. Có điều ông nghe nói là các nhân vật đỉnh cấp trong Hộ Long Phủ đã bước vào thần cảnh nhiều năm rồi. Sigma nghe xong thì cũng hiểu được xương xương. Hóa cảnh có lẽ là trúc cơ, còn huyền cảnh và thần cảnh chính là thông huyền cảnh và tiên thiên cảnh giới. Đang lúc hắn đang suy nghĩ thì Vân Vô Dịch đã bật dậy. Sigma tức giận đánh cho cậu một phát trở lại cơ thể cũ luôn. Vân Vô Dịch nói vài câu bâng quơ với Vương Thiên Dưỡng thì quay sang hỏi đến giờ. Vân Vô Dịch nghe đến 7 giờ 30 phút thì tá hỏa chạy đi mất, cậu muộn học rồi. Vân Vô Dịch nhanh chóng đi theo xe của ông ta sắp xếp rồi đến thẳng chỗ trường học. Điều đặc biệt là, hôm nay tự dưng lớp học họ lại có một cô nàng mỹ nhân đến học. Đã vậy cô ta còn đến thẳng chỗ bên cạnh Vân Vô Dịch, khiến cậu phải chịu đựng vô số ánh mắt ghen ghét của mấy thằng xung quanh rồi. Cô nàng kia giới thiệu với Vân Vô Dịch, cô tên là Phục Vân, được điều đến Hộ Long Đường. Trước khi điều tra rõ chuyện thiên hỏa thì cô sẽ phụ trách sự an toàn cho cậu. Vân Vô Dịch còn càng đau đầu hơn khi cả cô nàng tóc vàng ban đầu
giờ cậu phải ngồi giữa hai cô gái hot nhất giảng đường, quá là khổ đi mà. Để tạm thời thoát khỏi khốn cảnh này, Vân Vô Dịch đã đứng dậy đi vệ sinh, nhưng ai ngờ hai cô nàng kia lại mặt dày đi theo cậu luôn mới tức cơ chứ. Cậu phải nghĩ cách để chuồn thôi, Vân Vô Dịch nhanh chóng ngó đến cái cửa sổ to đùng trong nhà vệ sinh. Cậu vất vả leo ra được bên ngoài thì ai ngờ lại gặp phải luôn hai cô gái kia. Hai người này cũng đỉnh quá đấy chứ, vậy mà biết cậu trốn mà ra đón đầu luôn. Tiếp theo, Vân Vô Dịch đành phải dính theo hai cái đuôi này đến bệnh viện. Cậu phải đưa cơm cho dì Vương nha, nhưng có vẻ đời cậu chả thoát khỏi mấy cô nàng xinh đẹp tí nào. Vừa đến thì đã gặp phải cháu gái của Vương Thiên Dưỡng Trình Ình ở đây rồi. Dì Vương cũng hoang mang không kém gì, bà lúc đầu cứ tưởng là Vân Vô Dịch có một cô bạn gái. Ai ngờ giờ lại xuất hiện thêm hai cô nữa. Vân Vô Dịch vừa giải thích vừa nũng với dì Vương để bà hiểu rõ sơ sơ được tình hình. Cô cháu gái kia còn trả luôn tiền viện phí cho bà nữa chứ. Trong lúc dì Vương tâm sự vui vẻ cùng ba cô nàng kia thì Vân Vô Dịch ngồi một góc nói chuyện cùng Sigma. Hắn ta nói rằng nếu bây giờ hắn có thể triển khai được xích luyện vãng sinh quyết thì hắn nhất định có thể chữa trị được cho dì Vương rồi. Vân Vô Dịch nghe thấy cơ hội giúp dì Vương khỏi bệnh thì mừng lắm, nhưng yêu cầu để hoàn thành được thì cũng quá khó rồi. Bởi để dùng được thuật này thì cần lấy sinh cơ đổi sinh cơ, nói rõ ràng thì chính là lấy mạng đổi mạng. Vân Vô Dịch tuy có chút bất ngờ, nhưng cậu cũng chả lo lắm. Bởi mạng của cậu là do dì Vương cứu lấy, giờ cậu có trả lại cái mạng này thì cũng không có gì quá đáng sợ. Sigma lại bực mình, Vân Vô Dịch muốn chết nhưng hắn thì muốn sống nha. Dưới sức ép dùng mạng ra thì Sigma cũng đành phải chấp nhận nói ra cách thức để thực hiện. Muốn triển khai được huyễn thuật này thì cần song phương tương thông và nhiều điều kiện cực kỳ hà khắc. Hơn nữa, cậu cần phải bố trận dẫn linh để tụ hợp linh lực. Dì Vương ở bệnh viện được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng bởi Vương Tịch và Vương Gia. Còn Vân Vô Dịch, cậu có được sự bảo vệ của hai cô nàng khó ưa kia nên vẫn ngoan ngoãn đến trường dưới ánh nhìn chết chóc của những thằng khác trong trường. Đã vậy còn có cái tên Lạc Vân Thê đột lốt mèo nữa chứ. Hắn cùng với cô nàng tóc vàng kia kết hợp cùng nhau ăn hiếp Vân Vô Dịch, suốt ngày cứ lôi cậu ra để kiểm tra cơ thể thôi. Họ xác định được ma đan được phong ấn trong cơ thể cậu nên cuối cùng cũng yên tâm rời đi. Có điều trước đó, cậu đã bị người bên ngoài chụp một tấm ảnh nhạy cảm với cô ta rồi đăng lên diễn đàn phát tán nhanh chóng. Cuộc sống đau khổ đầy thị phi của Vân Vô Dịch cũng diễn ra. Còn nữa, cậu cũng bắt đầu chính thức tu luyện xích luyện vãng sinh quyết, công pháp này có tổng cộng có 18 chủng. Vân Vô Dịch bây giờ mới vừa bước vào trúc cơ sơ giai nên các giác quan bắt đầu trở nên mẫn cảm dị thường. Cậu cần phải có một quá trình để thích ứng. Chỉ sau một đêm, Vân Vô Dịch đã nhận thấy rõ rệt được sự chuyển biến của cơ thể mình. Cậu có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhất, xa nhất nhưng lại sắc nét nhất. Ngoài ra còn là vô số âm thanh tạp lẫn ùa vào não cậu. Vân Vô Dịch cần phải tập trung tinh thần, nếu không chẳng mấy chốc cậu sẽ bị điên mà thôi. Xích luyện vãng sinh quyết là vô thượng pháp môn. Ngoài tịnh công nâng cao cảnh giới ra thì nó còn có 3 bộ pháp quyết, lần lượt là phong quyết, hỏa quyết, lôi quyết. Trong đó hỏa quyết có thể giúp cho người phàm rèn thể tẩy túy. Vân Vô Dịch bắt đầu chạy ra chỗ công viên vắng người để luyện tập các bài quyền căn bản nhất. Tập xong thì cậu mới thấy tu tiên lợi hại thật. Ngay lúc này, đột nhiên có một đống chăn khổng lồ lao ra tấn công cậu. Vân Vô Dịch thấy hơi phi lý rồi nha, công viên kiểu quái gì mà có đám này được chứ. Sigma giải thích, có lẽ bọn chúng bị linh khí trong cơ thể cậu thu hút nên mới đến đây. Vân Vô Dịch bắt đầu dùng số linh khí dồi dào trong cơ thể mình mà không ngừng tấn công đám rắn to xác này. Tuy cậu chỉ dùng công pháp cơ bản nhưng sức lực của cậu phát ra lại không thể đùa được. Có điều là số lượng của bọn chúng quá đông, Vân Vô Dịch không kịp đối phó mà bị một con cắn trúng. Sigma nhắc nhở cậu, gan rắn có thể cường tráng gân cốt tu vi, cậu mau chóng xử lý bọn chúng đi. Vân Vô Dịch chiến đấu kịch liệt một hồi thì cũng thành công chém thẳng đầu và lấy được gan của nó. Vân Vô Dịch không thể nào ngờ được, cậu vừa đánh xong một đám rắn thì lại có một con đại bàng bay đến. Mà hiện tại thì linh lực của cậu đã cạn kiệt, Vân Vô Dịch không thể đánh thêm được nữa. Cậu chỉ đành né được đến đâu thì né thôi. Sau một lúc vất vả, cuối cùng Vân Vô Dịch cũng nhận ra con đại bàng chính là đang nhắm vào xà đàn trên tay cậu. Đã biết được mục đích của nó thì cậu cũng không chần chừ, trực tiếp vứt xà đan cho nó luôn. Cứ tưởng như vậy là xong chuyện rồi, nhưng con đại bàng này vẫn còn hướng đầu về phía cậu mà quắc quắc liên tục. Sigma đoán có lẽ là nó bảo cậu cầm xà đan lên rồi leo lên lưng nó đó. Vân Vô Dịch có chút ngơ ngác, cậu từng đi thuyền, từng đi máy bay nhưng chưa bao giờ cưỡi chim nha. Trải nghiệm này cũng quá tuyệt vời rồi, nó chở cậu đến một hang động ở ngọn núi phía xa. Bên trong có một con đại bàng khác và nó hình như đang bị thương. Vân Vô Dịch đã biết mục đích của con đại bàng này, nó muốn cậu giúp bạn nó rút cái gai nhọn kia ra đây mà. Cậu nhanh chóng tiến lại, rút chiếc gai kia và đưa xà đan cho nó ăn. Vân Vô Dịch ra tay không chần chừ, tất cả là do khi nhìn thấy hai con đại bàng này, cậu như nhìn thấy bản thân mình lúc đang tuyệt vọng. Tình yêu, hy vọng và sự sợ hãi của con người với động vật chả khác gì nhau cả. Cậu nhớ lại khoảnh khắc bản thân tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất thì dì Vương đã cứu cậu thoát ra khỏi tình cảnh đen tối đó.
Sigma thấy Vân Vô Dịch đột nhiên buồn bã thì cũng lên tiếng an ủi một chút. Đột nhiên, con đại bàng mang cậu đến kia đưa cho cậu hai viên đá lấp lánh. Sigma giải thích cho Vân Vô Dịch, đây chính là linh thạch. Tuy nó chỉ cấp thấp nhưng lại là vừa đủ với cậu. Nó đủ để giúp cậu có thể hồi phục được linh lực và ép độc cho cả con đại bàng kia. Vân Vô Dịch nhanh chóng hấp thụ hai viên linh thạch kia và bắt đầu chữa trị cho đại bàng. Nhưng cậu lại không biết một nguy hiểm khác lại đến gần mình. Đó là chủ của mấy con rắn kia. Hắn ta thấy rắn của mình nuôi đột nhiên bị chết tươi nên đang truy lùng tác giả của chuyện đó. Phía Vân Vô Dịch, cậu đã đứng ép độc một lúc rồi mà vẫn còn chưa xong. Chủ yếu là con đại bàng này bị trúng độc quá nặng, linh lực bị tiêu hao là quá lớn. Vân Vô Dịch và cả cơ thể của nó đều sẽ không chống đỡ được. Sigma chỉ đành dùng nốt viên linh thạch còn lại. Hắn sẽ luyện hóa linh thạch, sau đó dẫn vào cơ thể đại bàng. Đây chính là cách trực tiếp và nhanh nhất. Có điều không được phép bị gián đoạn giữa chừng, nếu không coi như phí công. Vân Vô Dịch không ngại ngần, lập tức làm theo lời của Sigma. Nhưng ngay lúc này, tên chủ của mấy con rắn kia đã đến. Con đại bàng khỏe mạnh kia chỉ đành đứng ra tạm thời ngăn cản, không cho hắn cản trở quá trình Vân Vô Dịch chữa trị. Có điều tên kia quá mạnh, đại bàng căn bản không phải đối thủ của hắn ta. Nhưng tên này hình như thần kinh không ổn cho lắm. Hắn ta có sát ý vô cùng lớn với Vân Vô Dịch, nhưng hắn lại ra tay hợp sức giúp cậu chữa trị cho đại bàng. Vân Vô Dịch không thể nào hiểu được, lúc này, tên kia mới mỉm cười đầy nguy hiểm. Lý do đơn giản mà, vì đối thủ khỏe mạnh mới khiến hắn lúc giết mới đạt được sự hưng phấn. Vân Vô Dịch đã giết rắn của hắn, vậy thì giờ cậu phải làm thức ăn cho rắn con của hắn thôi. Cậu bực mình phản bác, rõ ràng là đang lúc cậu yên ổn luyện công thì con rắn kia lại tấn công cậu chứ bộ. Cậu không hề sai nha, có điều trong mắt của hắn thì Vân Vô Dịch chỉ là một kẻ yếu, hắn ta thích giết lúc nào thì giết lúc đó. Cần gì phải so đo công bằng lý lẽ cơ chứ? Con rắn xanh kia bắt đầu lao đến tấn công cậu. Vân Vô Dịch lập tức dùng ngự hỏa chi thuật đáp trả. Tình thế hiện tại cũng khá cân bằng bởi cậu còn có sự giúp đỡ của hai con đại bàng nữa. Tên đội mũ đáng ghét này đột nhiên lên tiếng. Hắn sẽ cho cậu một cơ hội sống sót, chỉ là cậu phải giết hai con đại bàng này và phải cúi đầu tạ tội với hắn ta. Mà tất nhiên, Vân Vô Dịch không thể nào đồng ý rồi, cậu còn tặng cậu một ngón giữa đáng yêu đầy khinh bỉ nữa chứ. Tên kia tức giận, hắn đường đường là Tù Long Tiên Sư Chu Du giang hồ hơn 60 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn đại phát từ bi cho một người, vậy mà cậu lại không biết điều tí nào. Nói rồi hắn ta lại bắt đầu tấn công tới. Lần này hắn ta thật sự muốn giết chết Vân Vô Dịch rồi. Hắn vừa sử dụng chiêu thức, vừa dùng độc lại còn vừa con rắn kia đến ám sát phía sau nữa chứ. Cũng may là cậu có hai con đại bàng yểm trợ nên thành công thoát thân an toàn. Đại bàng cũng được việc quá chứ, đâm trực tiếp vào mắt của con rắn đó. Tên kia tức giận, quay sang tấn công đại bàng. Vân Vô Dịch bên cạnh lại ra tay chặn đòn giúp bọn nó. Con rắn kia lại lần nữa lao đến, quấn chặt lấy đại bàng. Tên đội mũ không chút chần chừ ra tay giết luôn cả đại bàng lẫn rắn nhà mình. Vân Vô Dịch lúc này đã thật sự tức giận. Hắn quá là bỉ ổi, đến cả thú nuôi của mình mà cũng không chút mảy may suy nghĩ. Tên kia cũng bắt đầu ra tay với người cuối cùng, Vân Vô Dịch. Tấm lưới sóng âm thanh của hắn quá là mạnh mẽ, khiến cậu phải ôm đầu đau khổ. Vân Vô Dịch thật sự tuyệt vọng, cậu không cứu được ai hết. Hai con đại bàng cũng đã chết, linh đạo của chính cậu cũng đã cạn kiệt. Vân Vô Dịch ngất đi trong sự đau đớn, đến khi cậu mở mắt lần nữa thì bản thân đã bị trói rồi treo lên vất vưởng rồi. Tên kia nói thẳng, hắn muốn thôn phệ sinh cơ của cậu để thăng cấp tu vi, sau đó sẽ vứt cậu vào trong dung nham để cậu tan xương nát thịt ra thì mới vừa lòng. Hắn không ngại ngần mà lập tức bắt đầu thôn phệ. Có điều được một lúc thì chân khí đột nhiên bắt đầu chạy ngược lại, xung quanh cơ thể cậu là những bùa chú kỳ lạ cùng một sức mạnh khủng khiếp phóng ra, khiến tên kia bị hất văng thẳng ra phía sau. Đến khi hắn đứng dậy được thì Vân Vô Dịch đã đứng ngay trước mặt hắn ta, sau đó dùng một chiêu nhanh chóng kết thúc mạng sống của hắn. Cậu bước qua chỗ xác của rắn và đại bàng, niệm chú của chúng sinh chi linh, khiến bọn chúng nhanh chóng chuyển kiếp. Vừa rồi, lúc cậu sắp bị Bích Hải Sinh thôn phệ thì bên trong thức hải đã xuất hiện một bộ chữ pháp quyết. Pháp quyết là triệu hồi và nuôi dưỡng những linh hồn vừa mới chết chưa được bao lâu, khiến chúng phải phục tùng cậu. Vân Vô Dịch đã có thể triệu hồi mục dưỡng linh thể khiến chúng làm việc cho mình, đây đúng là chuyện tốt mà cậu không thể ngờ tới trong lúc nguy nan mà. Chỉ là lượng linh lực mà cậu tiêu hao hôm nay cũng quá nhiều rồi. Vân Vô Dịch bắt đầu quay sang sai bảo đại bàng đi khắp sơn động này để tìm linh thạch cho mình, cậu phải nhanh chóng hồi phục linh khí thôi. Vân Vô Dịch thì ở lại quay sang tên kia, làm sao mà cậu nỡ bỏ lỡ một tên người hầu mạnh mẽ như này cơ chứ. Chúng sinh chi linh nhanh chóng khiến linh hồn của tên kia trở thành thuộc hạ của cậu. Nhưng đời trước hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi, giờ phải rửa sạch những ác nghiệp đó đã. Linh hồn của hắn cũng đã không còn trí nhớ nữa rồi, vậy nên Vân Vô Dịch đành đặt tên cho hắn là Pháp Hải. Nói xong thì cậu cũng nhớ đến đám động vật kia, con rắn lớn thì gọi là Tiểu Thanh đi. Đang định nghĩ tên cho đại bàng thì bọn chúng cũng trở về. Nhưng bọn chúng không những tìm được linh thạch mà còn có thêm một quả trứng.
Vân Vô Dịch vừa tò mò chạm vào thì quả trứng vỡ ra, để lộ một con chim béo nhảy ra. Đứa nhóc này không chỉ mặt mày vô tri mà còn hay ị bậy linh tinh nữa chứ. Nhưng thôi, cậu cũng chả chấp nhất trẻ nhỏ làm gì. Vân Vô Dịch định hấp thụ linh thạch thì Tiểu Thanh run rẩy bò đến. Nó không tìm thấy linh thạch mà chỉ tìm được một miếng khoáng thạch thôi. Pháp Hải giải thích hộ Tiểu Thanh, do nó không hoàn thành nhiệm vụ mà Vân Vô Dịch giao cho nên mới sợ cậu trách tội đấy mà. Cậu mềm lòng rồi quay sang trấn an Tiểu Thanh một hồi. Sắp xếp xong chuyện thì Vân Vô Dịch cũng quay trở về ký túc xá sau một đêm dài mệt mỏi. Lúc này, ở một tòa nhà cao tầng xa hoa nọ, hai người ban đầu truy đuổi Vân Vô Dịch đã trở về báo cáo cho gia chủ nhà mình. Và tất nhiên là bị ông ta đánh cho mấy phát rồi. Ông ta muốn nhắm đến vương gia, vì vậy đã cho gọi người của đảo Quy Khư đến. Người này là nhị đệ tử Xích Mục Thương Giao Lôi Bạo và tam đệ tử Tiểu Sửu Hồng Xuyên của lão Quy Khư Thất. Cả hai đều là cao thủ nội kình đại viên mãn cảnh giới. Ngoài ra ông ta cũng đã điều tra về Vân Vô Dịch. Họ điều tra được cậu là học sinh, gia đình đơn giản, chỉ còn mẹ. Và hiện tại đang nằm viện với sự bảo hộ của vương gia. Ông ta muốn để cô nàng tóc tím kia đến bệnh viện lấy công chuộc tội. Rất nhanh, cô ta đã đến được bệnh viện. Vương Tịch đang chăm sóc dì Vương thì cũng nhận được tin cầu cứu của bảo vệ bên ngoài. Thì ra cô nàng tóc tím kia tên là Phương Bình. Cô ta đạp thẳng cửa phòng bệnh rồi xông vào bên trong. Trong lúc này, Vương Tịch đã kịp bật điện thoại gọi cho Vân Vô Dịch. Cậu đang chuẩn bị về diệt sạch Lý gia rồi đây. Phương Bình và Vương Tịch bắt đầu đánh nhau một hồi. Vương Tịch biết nếu mình so về sức mạnh thì không thể nào địch lại nổi với Phương Bình. Vì vậy cô chạy sang ôm lấy dì Vương rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhưng tên tóc xanh kia đã đứng bên dưới đợi sẵn. Cũng may là anh trai của Vương Tịch cũng đã đến yểm hộ ngay khi vừa nhận được thông báo. Họ cũng đã báo lên Vương Thiên Dưỡng, ông ấy sẽ rất nhanh đến giúp họ một tay thôi. Vương Thiên Dưỡng lúc vừa nhận được tin thì đã lập tức lên xe phóng thẳng đến bệnh viện. Ông thật sự đang rất lo đấy, nếu có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ kia thì tương lai của Vương Thị sẽ ngày càng có khó khăn hơn. Ở phía bệnh viện, Phương Bình đánh với Vương Tịch, còn hai tên đàn ông kia thì đấu với nhau. Dì Vương hoang mang chỉ có thể cố gắng nấp ở một bên. Tình hình chiến đấu của hai bên cũng không mấy khả quan. Phải công nhận một điều là hai tên bên Lý gia mạnh hơn anh em nhà Vương gia nhiều. Ngay lúc họ chuẩn bị đánh áp đảo thì cũng may Vân Vô Dịch kịp thời xuất hiện ngăn cản. Một mình cậu hoàn toàn trấn áp được đòn mạnh mẽ của chúng, Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng mới mấy ngày trước, Vân Vô Dịch chỉ là một tên vô dụng yếu ớt. Vậy mà giờ đây cậu đã hoàn toàn lột xác, sức mạnh tiến bộ đến khủng khiếp. Cậu còn đánh cho bọn chúng bỏ chạy lấy mạng luôn. Nhưng bọn chúng đã đụng nhầm người rồi, muốn chạy không dễ đến vậy đâu. Dì Vương lúc này mới quay sang lo lắng nhìn Vân Vô Dịch. Cậu lúc này mới thả lỏng cơ mặt rồi an ủi bà. Vân Vô Dịch bảo bà cứ đi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai thì cậu sẽ đón bà về Vương gia để an toàn hơn. Lúc này ở Lý gia, tên kia bắt đầu hớn hở vì nhận được tin là Vương Thiên Dưỡng đã trúng phải trận pháp của đảo Quy Khư và bị hai tên cao thủ kia đón đầu rồi. Vừa nãy, dì Vương đã từ chối đến Vương gia, bà muốn trở về nhà mình hơn, cũng may là có Vương Tịch khéo miệng. Cô bảo bà chỉ là đến nhà cô để đợi Vân Vô Dịch đến đón mà thôi, với lại chỉ có Vương gia mới có thể đảm bảo được an toàn của bà mà thôi. Hai dì cháu vui vẻ lên chiếc xe được an bài sẵn. Nhưng ai ngờ vừa bước vào thì đã bị hai tên bên trong giữ dì Vương lại rồi đánh hai anh em Vương Tịch ra khỏi xe. Sau đó bọn chúng lập tức lái xe chạy đi. Dì Vương hốt hoảng phản kháng lại, nhưng cuối cùng là bị chúng đánh ngất ngay lập tức luôn. Sau đó hai tên đó gọi điện báo cáo lại cho Phương Bình rằng đã thành công bắt giữ được người rồi. Phương Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà quay trở về Lý gia. Gia chủ của Lý gia là Lý Diên Tông lúc này đã gọi hết đám lão già của các gia tộc lớn mạnh ở Hoa Hạ đến chỗ mình. Và tất nhiên đám người đó đang vô cùng bực bội rồi. Đêm hôm bắt họ đến đây thì ai mà chả giận cơ chứ. Lý Diên Tông vẫn giữ bộ mặt đáng ghét kia. Lần này ông ta mời các đại gia chủ đến đây là muốn giới thiệu một người, sau đó thuận tiện mời họ làm chứng một chuyện. Lý Diên Tông chỉ qua người bên cạnh mình, chính là nhị đệ tử Xích Mục Thương Giao Bạo Liệt của lão Quy Khư Thất. Những lão già kia nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, bởi từ rất lâu rồi đảo Quy Khư đã không còn đến Hoa Hạ nữa. Bạo Liệt cười ngạo nghễ, người của đảo Quy Khư muốn đi đâu thì đi đó, chứ mấy hộ long sứ nhỏ nhoi kia làm sao có thể ngăn được bọn hắn cơ chứ. Tiếp đến thì chính là mục đích hắn ta đến Hoa Hạ lần này. Chủ yếu là Lý Diên Tông muốn tất cả mọi người ở đây chứng kiến ngày chết của một người. Ở phía Vương Thiên Dưỡng, ông đã bị một tên kỳ lạ chặn đường. Hắn ta không thèm giới thiệu bản thân, bởi với hắn, hôm nay ông chết chắc rồi. Vương Thiên Dưỡng tức giận, hắn ta quá ngạo mạn rồi. Tên kia cũng không chần chừ, hắn bắt đầu tấn công đến chỗ ông. Vương Thiên Dưỡng nhanh chóng phá vỡ được đòn đó. Người trẻ tuổi có năng lực như hắn đều ngạo mạn, nhưng thực tế thì cũng yếu quá rồi. Nhưng ông cũng đã nhầm, đòn vừa rồi chỉ là mồi nhử mà thôi. Hắn lại đánh tới, lần này một vụ nổ lớn đã xảy ra, khiến cho Vân Vô Dịch đang ở chỗ của Lý gia cũng có thể nhìn thấy. Vương Thiên Dưỡng ở đó cũng may là vừa thăng cấp nên cũng đủ để phòng vệ.
nếu không thì e là một đòn cũng không đỡ nổi nữa rồi. Đang lúc căng thẳng thì Vân Vô Dịch từ xa lao đến, cậu đấm một phát khiến hắn ngã ngửa tại chỗ. Vương Thiên Dưỡng cũng thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Vân Vô Dịch lại tiếp tục ra tay, cậu nắm cổ hắn ta lôi đi một đoạn xa thì đè thẳng lên vách núi. Tên kia tức giận mắng cậu là bỉ ổi khi tập kích hắn. Nhưng biết sao giờ, ai bảo bọn chúng dám động tới người nhà của cậu cơ chứ? Vân Vô Dịch bóp chặt cổ của hắn ta. Tên hề này vẫn còn hoang mang lắm, ai mà biết được hắn sẽ chết trong tay của một thằng nhóc còn hôi sữa như cậu cơ chứ. Cậu còn dùng cả lửa để đốt hắn, ngọn lửa từ cổ nhanh chóng lan sang cả người. Chẳng mấy chốc, Vân Vô Dịch đã thiêu cháy hắn ta thành tro bụi. Vương Thiên Dưỡng lo lắng chạy đến chỗ cậu hỏi han về tình hình ở bệnh viện. Vân Vô Dịch chưa biết chuyện gì Vương bị bắt đi nên trấn an ông là phía bệnh viện đã an toàn rồi. Cậu lúc này lại nhìn cái xác của hắn mấy giây rồi bật cười. Vương Thiên Dưỡng cũng chả hiểu gì nhưng kệ vậy. Cả hai bắt đầu an tâm mà nhìn đến hướng nhà của Lý Gia. Phía bên trong Lý Gia cũng chả yên ổn gì. Đám lão già kia sau khi nghe Lý Diên Tông bảo rằng muốn giết chết Vương Thiên Dưỡng thì hoảng hồn hết cả lên. Vương gia đó giờ luôn đứng đầu ở nơi này, mấy gia tộc bọn họ căn bản không đấu nổi nha. Lý Diên Tông nhìn thấy biểu hiện của đám lão già này thì bắt đầu khinh bỉ trong lòng, họ đúng là một đám người nhát cấy mà. Mới nói thôi mà đã nhảy cẫng hết cả lên vì sợ rồi. Còn Lý Diên Tông thì chả có gì lo lắng, ông ta đã sớm không ưa Vương Thiên Dưỡng tí nào. Vương Thiên Dưỡng đã quá già, quá bảo thủ, chuyện gì cũng thích nhúng tay vào nhưng lại còn giả vờ thanh cao. Đây chính là thứ Lý Diên Tông ghét nhất đó nha. Nhưng đó là Lý Diên Tông thôi, những người khác thì lại không như vậy. Họ nói thẳng thừng và bản thân Lý Diên Tông muốn tìm chỗ chết thì tự đi mà tìm đi chứ dắt theo bọn họ làm gì. Họ vẫn còn muốn sống nữa nha, Vương Thiên Dưỡng là ai cơ chứ? Ông ta là một nội kình đại viên mãn đó, còn sắp chạm đến cảnh giới hóa cảnh rồi nữa chứ. Lý Diên Tông vẫn tự tin mặc kệ, hóa cảnh thì sao chứ? Lôi Bạo Đảo Quy Khư ngồi bên cạnh ông ta đã ở hóa cảnh bao năm rồi, vậy thì Vương Thiên Dưỡng thì so là gì cơ chứ? Với lại Lý Diên Tông ông ta một khi không nắm chắc được phần thắng thì sẽ không tự tiện phát động chiến tranh đâu. Ông ta đâu có ngu đến vậy cơ chứ, nếu khả năng thất bại cao thì ông ta đã không làm rồi. Lý Diên Tông cũng nói thẳng ra, Vương gia hiện tại đã thất thế, Lý gia thì đang ngày một mạnh mẽ và phát triển hơn. Không tới 10 năm nữa thì thế cục của tỉnh S chắc chắc sẽ thay đổi, hoàn toàn nghiêng về Lý gia của Lý Diên Tông. Thay thế thời đại của Vương gia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ông ta cũng chỉ đang muốn rút ngắn thời gian một chút ấy mà. Kết thúc mọi chuyện ngay trong ngày hôm nay luôn. Lý Diên Tông ông bày bố kế hoạch bao nhiêu năm, lại còn có thêm sự trợ giúp của đảo Quy Khư, vậy thì chắc chắn sẽ thành công mà thôi. Còn đám lão già ở đây, ông ta mời họ đến cũng là vì hảo ý, đến để làm chứng cho thời khắc thời thế thay đổi này. Còn bọn họ ở đây cũng chả cần động tới một ngón tay thì cũng đã có thể lấy được toàn bộ sự nghiệp của Vương gia rồi. Lợi như này mà vẫn không đồng ý thì thôi, ông ta cũng không ép. Ai lại muốn chơi với kẻ ngốc cơ chứ? Lúc này Vương Thiên Dưỡng đã đến chỗ Lý gia. Phương Bình quan sát được thông qua camera nên nhanh chóng cho người vào bẩm báo đến Lý Diên Tông. Ông ta nghe xong thì quay sang ra hiệu cho Lôi Bạo. Hắn ta bắt đầu bước ra ngoài, chuẩn bị ra tay giết chết Vương Thiên Dưỡng. Lý Diên Tông bật lên cười đầy hả hê. Tối nay, Vương Thiên Dưỡng sẽ không còn mạng để trở về, Vương gia cũng sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ mà thôi. Bên ngoài Lý gia, Lôi Bạo đứng đối diện với Vương Thiên Dưỡng, còn đám lão già trong nhà cũng hóng hớt mà chạy ra xem xét. Vương Thiên Dưỡng cảm thấy nực cười, Lý Diên Tông đúng là muốn ông ta chết rồi. Trong thời gian ngắn vậy mà có thể mời được tận hai cao thủ hóa cảnh đến, đúng là không phí tâm tư rồi. Lôi Bạo bắt đầu ra tay tấn công trước, sát khí của tên này quá mạnh đi. Mỗi chiêu thức ra đòn của hắn đều tràn ngập sát khí và cả những đầu lâu đáng sợ. Tên này vậy mà dám dựa vào việc nuôi dưỡng sát khí để chạm đến cảnh giới hóa cảnh, đúng là quá nham hiểm rồi. Đánh nhau được vài chiêu thì Vương Thiên Dưỡng có chút cảm thấy khó nhằn, tên Lôi Bạo này vậy mà có thể tụ sát. Lôi Bạo thấy vậy thì cũng nhanh chóng cho ra chiêu thức mạnh mẽ của mình, dĩ anh tụ sát. Vô số tia sét bắt đầu tụ tập tại chỗ hắn. Một chốc sau, một chiếc quan tài lớn xuất hiện, bước ra là một cỗ xương khô đầu lâu. Tên này đúng là chơi lớn rồi đây, Vân Vô Dịch cũng đứng ở ngay phía vách núi bên cạnh Lý Gia. Bên cạnh là linh hồn của tên hề ngu lúc này. Vừa rồi khi giết hắn xong thì cậu đã niết bàn thu hắn ta làm thuộc hạ cho mình. Vân Vô Dịch hiện giờ đang thấy khá vui vẻ, cậu đã cho Vương Thiên Dưỡng đi dụ rắn ra khỏi hang trước. Và hành động này đúng là đúng đắn rồi, Vân Vô Dịch bắt đầu triệu hồi tất cả linh hồn thuộc hạ của mình xuất hiện để tiến đến phía tấn công. Cậu đoán rằng Vương Thiên Dưỡng sắp sửa không trụ được thêm bao lâu nữa rồi. Vân Vô Dịch cho Đại Bàng, Tiểu Thanh, Pháp Hải đi tiêu diệt hết mấy người xung quanh. Còn tên hề tiểu sửu kia thì đi phụ trách vị trí trung tâm. Vân Vô Dịch cậu thì trực tiếp sử thanh đao đầy sát khí trong tay của Lôi Bạo. Lôi Bạo thấy có thêm người đến, mà còn là một tên nhóc mặt búng ra sữa nên lại bắt đầu kiêu ngạo. Vân Vô Dịch thì mặc kệ tên đáng ghét này, người mà cậu muốn tìm không phải là hắn, tốt nhất là đừng có đứng ở đây vướng tay vướng chân. Lôi Bạo nghe Vân Vô Dịch nói xong thì bật lên cười đầy khinh bỉ.
Trong lúc đó, Phương Bình nhìn thấy Vân Vô Dịch xuất hiện thì có hơi hoảng sợ rồi. Lý Diên Tông thấy có người lạ xuất hiện trong cuộc chiến thì bắt đầu bực bội quay sang hỏi cấp dưới. Sau khi biết được cậu chính là kẻ hạp được thiên hỏa thì bắt đầu cho người thông báo với Lôi Bạo, nhất định không được giết chết Vân Vô Dịch, phải giữ cậu lại để bắt cậu khai ra tin tức về thiên hỏa. Bên ngoài, Vân Vô Dịch đã bắt đầu nhận xét về trận pháp của Lôi Bạo, hắn ta cũng gà quá rồi. Trận pháp có mỗi như này thôi mà cũng có đầy lỗ hổng nữa chứ, đây là cửu nữ tụ sát âm lôi trận. Dùng máu thịt của 9 vị nữ tử huyền âm quan hóa, khóa chặt trong thi thể, lấy cơ thể để ngưng tụ sát khí, lấy sát khí để dẫn lôi. Mét lôi nhiếp đao, lấy đao câu hồn, cứ một vòng tuần hoàn như thế. Yển Nguyệt đao trong tay Lôi Bạo cũng vừa là một thanh đao chuyên tấn công, cũng là bảo khí của trận pháo đó. Trong lúc Vân Vô Dịch nói chuyện với Lôi Bạo, đám linh hồn tay sai kia đã bắt đầu tiến đến chỗ trận pháp kia. Lôi Bạo nghe Vân Vô Dịch nói xong thì tức giận lao đến. Và tất nhiên hắn ta có mơ mà đánh trúng được cậu rồi. Trong lúc Lôi Bạo giao chiến với Vân Vô Dịch thì Tiểu Sửu đã nhắm đến chỗ cỗ xương kia rồi. Chỉ chốc lát, hắn đã có thể nhốt bộ xương kia vào trở lại quan tài rồi. Phía những người khác cũng hoàn thành nhốt xương vào lại quan tài. Những cột điện lôi cũng theo đó mà biến mất, Lôi Bạo lúc này mới hốt hoảng. Vân Vô Dịch vậy mà có nhiều trợ thủ đến vậy ư, Lôi Bạo lại bất ngờ dùng Yển Nguyệt đao đánh tới. Cậu dùng tay không chặn đao lại, rồi còn dùng sức bức ép sát khí trở lại phía Lôi Bạo nữa chứ. Hắn ta bị đánh đến mức bật ra sau, hộc máu ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, Lôi Bạo nhìn về phía Vân Vô Dịch. Trận pháp tên cửu nữ tụ sát âm lôi trận mà cậu vừa nhắc đến, hắn sẽ nói cho cậu biết tên chính xác của nó. Một cái tên mà chưa một ai biết đến, đó là tử mẫu sát lôi trận. Những chiếc đầu lâu xung quanh Yển Nguyệt đao bắt đầu lóe sáng rồi bay lên một cách dị thường. Đầu lâu bắt đầu bay đi tứ tung, Lôi Bạo thì cười như một thằng điển, đám trẻ nên đi tìm mẹ của chúng rồi. Đám đầu lâu bay thẳng đến chỗ những bộ xương trong quan tài đã được đóng kín. Thì ra mỗi cái đầu lâu ở chỗ Yển Nguyệt đao chính là con của những bộ xương phụ nữ được phong ấn làm trận pháp. Mẹ con hợp nhất, lôi sét lại bắt đầu hạ xuống. Không ai ngăn cản được sức mạnh của chúng nữa. Vương Thiên Dưỡng bên cạnh cũng lo lắng không kém, đại trận lại sắp được phục hồi rồi. Đám linh hồn của Vân Vô Dịch cũng không thể cản lại bọn chúng nữa rồi. Vân Vô Dịch nhanh chóng bảo Vương Thiên Dưỡng tiến đến chỗ bên phải biệt thự để hỗ trợ đám linh hồn ngăn chặn xương khô. Nhưng Lôi Bạo đã ngăn không cho ông chạy đi, ông ta cố gượng vết thương lại cầm đao đánh tới. Lúc này, đám đầu lâu đã tiến đến chỗ Vương Thiên Dưỡng. Nhưng lúc này cũng may là có Vân Vô Dịch ra tay. Cậu sử dụng chiêu thức phong cầm thủ đánh đến, kịp thời ngăn chặn đám đầu lâu, cứu Vương Thiên Dưỡng một mạng. Nhưng ông ta thì lại bận ngạc nhiên và khâm phục Vân Vô Dịch, cậu vậy mà có thể dùng được bí thuật bá đạo đến vậy, đúng là thâm tàng bất lộ mà. Vân Vô Dịch thì hốt hoảng bảo Vương Thiên Dưỡng nhanh chóng chạy đi mau, ngồi đó mà cảm khái gì chứ. Lôi Bạo lúc này lại đánh tới, hắn ta không cho phép, thì ai cũng không được rời đi hết. Vân Vô Dịch vừa phản công đỡ đòn, vừa phải phán đoán tình hình hiện tại. Ở đây đang có 4 bộ xương, khá căng thẳng rồi đây. Nhưng ngay lúc này, những tia sét màu đỏ máu lại hạ xuống. Vương Thiên Dưỡng sợ hãi mà ngập ngừng, đây là cái quái gì đây? Lôi Bạo lại phát điên, đây chính là tử quy, âm sát liệp lôi. Đã đến lúc sát tử quy sao, bọn họ nhất định phải chết ngày hôm nay thôi. Vân Vô Dịch cũng bắt đầu nghiêm túc thật sự, con ngươi cậu phát ra ánh điện, một quả cầu vàng xuất hiện, tiến lại khống chế bộ xương. Lôi Bạo bắt đầu lo lắng, đây là cái gì nữa đây, hắn chưa thấy qua bao giờ nha. Vân Vô Dịch mỉm cười đắc thắng, đây chính là lấy phong ngự lôi, âm sát cửu của Lôi Bạo bây giờ đã biến thành âm sát ngũ lôi rồi. Lần này, Lôi Bạo thật sự đã hết đòn thoát thân rồi, hắn ta tức giận lao đến, hắn muốn giết chết Vân Vô Dịch. Lý gia đã trở thành một chiến trường thật sự. Cũng may là nơi này xung quanh toàn là đồi núi, nếu không thì đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của dân thường rồi. Lúc này, hai anh em Vương Tịch đã đuổi theo chiếc xe bắt cóc dì Vương, nhưng đến giữa đường vắng thì đột nhiên họ lại mất dấu. Tuy vậy, họ lại nhìn thấy được tình cảnh của ồn ào của Lý gia hiện tại. Vương Tịch thì lại càng bất ngờ, bởi cô biết Vân Vô Dịch đang ở đó. Vân Vô Dịch bên dưới vừa khống chế tình hình xong thì cậu quay sang bảo Vương Thiên Dưỡng nhanh chóng tách âm sát mẫu tử ra, họ cần phải diệt âm lôi trước. Lôi Bạo lại bắt đầu tấn công, Vân Vô Dịch lại tập trung vào xử lý hắn. Chuyện của mấy cỗ xương kia thì giao lại cho Vương Thiên Dưỡng lo vậy. Ông chạy sang hỗ trợ Đại Bàng xử lý xương khô. Ban đầu Đại Bàng không thể trụ nổi dưới tay bọn chúng, nhưng Vương Thiên Dưỡng xuất hiện, truyền sức mạnh linh lực cho nó. Rất nhanh, Đại Bàng đã có thể bắt đám xương khô tách ra và nhét những mẫu khô vào quan tài. Lúc này thì anh em Vương Tịch cũng chạy đến chỗ Vương Thiên Dưỡng. Ông cũng muốn truyền đạt lại những việc xảy ra ở đây lắm, nhưng bây giờ không phải là lúc. Đại Bàng sẽ ở lại đây để trấn thủ, còn hai anh em họ thì theo ông tới chỗ mẫu tử xương khô tiếp theo. Mẫu khô lâu ở phía trước biệt thự còn chưa hình thành hợp thể tử mẫu. Vương Thiên Dưỡng phân phó, chốc nữa khi ông nhốt âm sát khô lâu vào quan tài. Lúc đó Vương Bàn phụ trách trấn thủ, còn Vương Tịch thì theo ông đến nơi tiếp theo. Đến chỗ quan tài và bộ xương ở phía trước biệt thự thì cả ba mới bắt đầu ngạc nhiên.
Lý do mà quan tài nơi này không kết nối được với thiên lôi trụ đều là do con chim nhỏ đi theo bên cạnh Vân Vô Dịch. Vương Thiên Dưỡng mặt đầy dấu chấm hỏi, đây là thứ gì đây? Sao lại có một con chim béo ú nằm ngay cửa cái quan tài đáng sợ này vậy? Vương Tịch nhanh chóng giải thích cho ông, đây là thú cưng của Vân Vô Dịch, lúc trước ở bệnh viện thì cô đã gặp qua một lần rồi. Vương Thiên Dưỡng lại càng nhanh chóng trở thành fan cứng của Vân Vô Dịch nữa rồi, thú cưng thôi mà cũng ghê gớm như vậy rồi, cậu đúng là thâm tàng bất lộ mà. Xem ra nơi này không cần đến họ nữa rồi. Cả ba đến chỗ cỗ xương khô mà Tiểu Thanh trấn áp, tiếp theo phải tốc chiến tốc thắng thôi. Sau khi nhốt được cỗ xương vào quan tài rồi thì Vương Bàn ở lại phụ trách giữ không cho nó chui ra lần nữa. Vương Thiên Dưỡng cùng Vương Tịch chạy đến chỗ tiếp thì đã thấy Pháp Hải xử xong mọi chuyện rồi. Hiện tại vẫn còn 4 lôi điện quang nữa, hai tử mẫu âm lôi hợp thể không dễ tí nào. Họ phải đi diệt âm lôi trước, sau đó thì mới tính đến dương lôi. Ở chỗ Vân Vô Dịch, cậu đã khống chế được chiến trận, ưu thế đã hoàn toàn thuộc về cậu. Trận pháp của lôi bạo bị phá đã là chuyện sớm muộn. Vậy thì cần gì lãng phí thời gian thêm đây? Lôi bạo lúc này đã cố gắng hết sức, linh khí bị hút đến cạn kiệt, hai mắt đỏ ngầu trợn hẳn lên. Hắn ta tức giận bảo Vân Vô Dịch im mồm chứ đừng nói linh tinh nữa. Cậu tưởng là danh hiệu xích mục thương giao của hắn chỉ là hão danh thôi à, hắn ta sẽ không thua đâu. Lôi bạo lần này tự cắt lấy mạch máu ở cổ tay, rồi truyền hết tất cả vào yển nguyệt đao. Nó hấp thụ máu của lôi bạo rồi bắt đầu phát lên ánh sáng kỳ dị. Nó còn đáng sợ hơn cả lần hắn triệu hồi pháp trận nữa ấy chứ. Không chỉ vậy, lớp đất bên dưới Lý Gia cũng xảy ra vấn đề. Mặt đất rung động một cách dữ dội chả khác nào động đất cấp cao. Lý Diên Tông và đám lão già trong nhà cũng bắt đầu sợ hãi. Bọn họ còn chưa sống đủ đâu, chuyện đáng sợ gì đây trời. Đám Vương Thiên Dưỡng bên ngoài cũng ngơ ngác chả khác gì, họ đã thấy tình trạng này bao giờ đâu. Lúc này thì ẩn nguyệt đao đã chuyển sang màu đỏ như máu, cùng với đó là một con rồng lớn xuất hiện từ bên trong thanh đao. Đây là chiêu thức thí mạng cuối cùng của lôi bạo, ngự lôi thành long, huyết tế thương giao. Nhìn thấy cảnh này, chính Vân Vô Dịch cũng hoảng hốt không kém. Con rồng kia tiến tới, đè ép những quả cầu phong quang của Vân Vô Dịch. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy nguy cơ, long lôi thiên phệ của bạo lôi vốn không cùng cấp bậc với chiêu thức này, cậu không thể chịu được thêm nữa rồi. Cuối cùng, Vân Vô Dịch đã phải gục ngồi ra đất, rồi phun một ngụm máu. Những cỗ xương khô cũng theo đó mà lao về phía cậu. Vân Vô Dịch nhanh chóng đau đớn quay cuồng rồi ngất đi. Lúc này, Sigma đã online thay thế cho Vân Vô Dịch. Thật ra hắn ta cũng đã biết cậu không chịu nổi nữa rồi. Vân Vô Dịch cầm cự được lâu như vậy đã là giỏi hơn hắn nghĩ khá nhiều. Sigma khống chế cơ thể thì ánh mắt của cơ thể đã thay đổi hơn hẳn. Xung quanh là đám xương khô quay quanh, Sigma vẫn không có chút sợ hãi. Hắn lại bắt đầu triệu hồi quả cầu phong quang, nhưng lần này nó đã to gấp 5 lần cái mà Vân Vô Dịch đã triệu hồi, rồi bắt đầu hút lấy đám xương khô và luyện hóa chúng. Lôi bạo không hề nghĩ được là Vân Vô Dịch vẫn còn sức lực. Hắn ngạc nhiên rồi nhanh chóng cho long lôi thiên phệ đánh tới. Sigma đỡ lấy nhưng ai ngờ, con rồng kia lại lập tức đổi hướng, nó không hướng thẳng về phía hắn nữa mà là bay quanh bọc lấy Sigma. Hắn cũng nhận ra được ý đồ của lôi bạo, đây chính là muốn rút cạn không khí xung quanh, khiến Sigma bị nhốt cho đến chết thì thôi. Lôi bạo đúng là quá âm độc rồi, không chỉ vậy, linh lực của Sigma cũng đang bị tiêu hao một cách nghiêm trọng. Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh này thôi. Nếu không, chỉ vài phút nữa thì chắc cái thân thể này phải chết mất. Ngay lúc này, Sigma lại sờ thấy những viên linh thạch trong túi áo của Vân Vô Dịch. Hắn lúc này mới bật cười, ông trời đúng là không tuyệt đường người mà. Tuy là hắn chỉ có 2,5 viên, nhưng nhiêu đây đã đủ dùng rồi. Sigma bắt đầu sử dụng những viên linh thạch này, rồi khởi động tam nguyên tụ linh trận. Lôi bạo đứng bên ngoài nên vẫn chưa hiểu được tình hình đang diễn ra bên trong. Hắn đứng đấy hả hê như chờ đợi con mồi của mình chết dần chết mòn. Đáng tiếc con mồi của hắn lại là Sigma lẫy lừng ở không gian truyền thuyết kia. Con rồng của hắn ta đột nhiên bắt đầu dãy dụa kịch liệt, sau đó là tan biến hoàn toàn trong không trung. Thay vào đó là một trận pháp kỳ lạ chứa đầy bát quái và cổ ngữ. Sigma đứng ngay bên dưới đầy hiên ngang không chút thương tích. Lôi bạo nhìn cảnh tượng này xong thì chỉ biết tái mặt há hốc mồm. Lần này hắn ta hết cách rồi, đến chiêu thức bá đạo nhất của hắn còn bị đánh tan thì hắn còn đường nào nữa đâu chứ. Sigma tiến lên, nhanh chóng kết thúc trò chơi này, hắn dùng lôi hỏa cực viêm đánh tới. Lôi bạo hết cách, chỉ đành liều mạng xông tới đỡ đòn, nhưng mọi nỗ lực giờ đã là vô ích. Quả cầu lửa của Sigma nhanh chóng nuốt trọn lôi bạo, hắn đau đớn vứt yển nguyệt đao ra rồi chấp nhận bị ngọn lửa nuốt dần cơ thể mình. Cuối cùng cũng chỉ còn lại âm thanh la hét đầy thống khổ giữa sân vườn trống trải. Phía bên trong nhà của Lý Gia, đám gia chủ bắt đầu hốt hoảng mà liên tục hỏi thăm cha mẹ của Lý Diên Tông. Nhưng quay sang nhìn thì lại chả thấy bóng dáng ông ta đâu. Đã vậy, phương bình tay sai của ông ta cũng biến mất không chút dấu vết. Giờ có ngu lắm mới không biết là hai kẻ này sợ tội mà chạy thoát thân đấy. Quả thật là vậy, Lý Diên Tông lúc này đã lẻn ra cửa sau mà chạy mất. Ông ta bực mình mắng chửi đám người của Quy Khư Đảo. Cao thủ kiểu quái gì mà lại thua một thằng nhóc mặt búng ra sữa thế cơ chứ?
nhưng ông ta cũng đen lắm, đã cố tình trốn cửa sau rồi mà vẫn bị Vương Bản bắt gặp. Lý Diên Tông cứ như con mèo rụt đuôi, lập tức xuống nước cầu xin Vương Bản tha cho ông ta. Ông còn hứa là Vương gia cho hắn bao nhiêu tiền thì ông ta sẽ cho lại gấp đôi. Nhưng ông ta cũng ngu ghê, Vương Bản là cháu trai của Vương Thiên Dưỡng đấy, cần quái gì tiền của ông ta cơ chứ. Vương Bản nhanh chóng đánh cho Lý Diên Tông vài phát rồi bắt ông ta đến chỗ của Sigma. Tuy giờ Sigma đang khống chế cơ thể thay cho Vân Vô Dịch, nhưng dù sao cũng phải đòi lại công đạo hộ cậu chứ. Ai bảo ông ta động vào người nhà của bạn cùng cơ thể của hắn cơ chứ. Lý Diên Tông sợ hãi bật ngửa ra sau, ông ta còn dám đổ tội cho thủ hạ của mình nữa chứ. Ông ta còn nói, chỉ cần Sigma thả ông ta ra, thì ông ta sẽ lập tức phóng thích dì Vương. Sigma hơi khó hiểu, sao lại là phóng thích? Rõ ràng lúc này dì Vương của Vân Vô Dịch vẫn còn an toàn ở cạnh đám Vương Tịch cơ mà. Vương Bản đứng bên cạnh chỉ dám ngập ngừng xin lỗi, hắn giờ mới kể lại chuyện dì Vương đã bị bắt ở trước cổng bệnh viện. Sigma giờ hơi đau đầu rồi, người của Vương gia có chút vô dụng đó. Người đã ở trong tay rồi mà vẫn bị cướp đi nữa chứ. Dì Vương là người thân duy nhất của Vân Vô Dịch, là người quan trọng nhất với cậu. Nếu như mà không tìm được thì kiểu gì Vân Vô Dịch cũng một khóc hai nháo ba tự tử với hắn thôi. Sigma bắt đầu đặt ra nhiệm vụ quan trọng nhất của mình hiện tại, đó là tìm được người về trước khi Vân Vô Dịch tỉnh lại. Vương Thiên Dưỡng và Vương Tịch lúc này cũng chạy lại. Ông ta hay chuyện gì Vương lại bị bắt mất thì còn hốt hoảng hơn cả Sigma. Ông nhanh chóng cho người đi lục tung của tỉnh S, Duyên Hải và phong tỏa toàn bộ để tìm cho bằng được gì Vương về. Vương Thiên Dưỡng cũng giải thích, các ám tiêu mà Vương gia phái đi đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hơn nữa hai người đi đón dì Vương đều có thù với Lý gia, cho dù họ có phản bội thì cũng không thể nào đầu quân cho Lý gia được. Theo như ông phán đoán thì có lẽ họ đã bị áp chế hoặc trúng hoan thuật mê hoặc nào đó rồi. Nhắc đến mê hoan thuật thì Sigma đã đoán được, người khống chế có lẽ chính là Phương Bình. Lúc này Phương Bình đang dùng mê thuật lên bé chim béo nhà Vân Vô Dịch. Đáng tiếc là ngay lúc này thì Sigma cùng đám người Vương Thiên Dưỡng chạy đến. Sigma đoán được nhanh như vậy cũng đơn giản thôi, bởi vì Phương Bình chỉ biết dùng đến chiêu này. Quy Khư Đảo ngoại trừ thứ rác rưởi như Lôi Bạo thì chính là đồ háo sắc như cô ta. Mọi người đều ngạc nhiên, Phương Bình là người của Quy Khư Đảo ư? Phương Bình thì hoảng sợ run rẩy mà vẫn chối. Cô ta chỉ là trưởng bộ phận của Lý gia thôi, không hề biết gì đến Quy Khư Đảo hết. Vậy thì Sigma chỉ đành lấy bằng chứng ra thôi. Lôi Bạo muốn trốn chạy nhưng lại đi vào cửa tử của âm sát trận. Còn Phương Bình thì lại lựa chọn rất khéo, chọn đúng vào cửa sinh. Nếu đã có thể quen thuộc như vậy với pháp trận thì cô ta chắc chắn chính là tuyến dưới của Quy Khư Đảo Lôi Bạo. Nhưng hiện giờ Lôi Bạo đã chết, con đường này của cô đã bị chặn rồi, Lý gia cũng tan nát là cái chắc. Nếu giờ Phương Bình ngoan ngoãn thả dì Vương ra thì hắn sẽ tha cho cô ta một cái mạng. Song phẳng thôi, mạng đổi mạng, thật ra Sigma đang cho cô ta một cơ hội tự nguyện mà thôi. Phương Bình đã vội vàng rời đi như này thì chắc hẳn là thời gian hiệu quả của bí thuật Yên Ba Mị đã sắp hết rồi. Mà giờ tỉnh S đã bị Vương gia phong tỏa toàn bộ. Với một mình cô ta mà muốn đưa dì Vương đến Quy Khư Đảo hoàn toàn là không thể. Hắn muốn tìm người thì chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua hắn không muốn để cho dì Vương sợ hãi lâu thêm mà thôi. Nghe đến đây thì Phương Bình cũng chả ngoan cố nữa. Cô ta lập tức gọi người thả dì Vương ra, sau đó là nguyện đầu quân cho Sigma. Để xem xét thì hắn đã giao cho cô ta một nhiệm vụ, đó là xử lý thế lực và sản nghiệp của Lý gia rồi quyên vào Vương thị. Vương Thiên Dưỡng bên cạnh cũng quay sang cảm tạ với Sigma, giờ đây Vương gia lại ngày càng mạnh mẽ và đứng vững hơn nữa rồi. Lý gia nhanh chóng được người của Vương gia xử lý và giải tán toàn bộ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Sigma và Vương Thiên Dưỡng ở lại. Vương Thiên Dưỡng tiến lại hỏi Sigma một điều mà ông ta vẫn thắc mắc. Tại sao hắn lại không thu sản nghiệp của Lý gia về mình mà lại giao toàn bộ cho Vương gia cơ chứ? Sigma lại đọc ra một đoạn trong bức thư mà người tiên nhân Vương Thiên Dưỡng nhận được khi xưa. Hắn muốn lừa Vương Thiên Dưỡng mình cũng là đồ đệ của người tiên nhân kia ấy mà. Vương Thiên Dưỡng thì sau khi nghe xong thì đã lập tức tin tưởng mà quỳ xuống khóc lóc xúc động. Sau đó là lập tức hỏi đến tin tức của người kia. Sigma cũng chỉ đành bịa ra, sư phụ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thường xuyên ra ngoài vân du tứ hải nên hắn cũng không biết được, Vương Thiên Dưỡng lại cảm khái đầy xến sẩm. 81 năm rồi ông ta mới nghe được tin tức liên quan đến vị thần tiên năm xưa đó. Vương Tịch lúc này tiến lại để báo cáo tình hình thì lại thấy ông mình háo hức bảo cô gọi Vân Vô Dịch là Thái Sư Thúc. Tuy có hơi ngượng mồm nhưng lời của ông thì cô ta không làm trái được. Vương Tịch đành quỳ xuống hành lễ với Sigma. Sigma cũng vui vẻ hứa hẹn tặng quà gặp mặt cho cô rồi rời đi cùng với Vương Thiên Dưỡng, để lại Vương Tịch ngơ ngác đứng đó. Cả ba đến chỗ của mấy cỗ quan tài rồi nghĩ cách để xử lý chúng. Sát lôi trận tử mẫu này là biến chủng của cửu nữ âm sát trận. Nếu như không hóa giải sát khí sớm thì sẽ có phiền phức lớn. Lôi Bạo dùng quan tài huyền âm để khóa âm linh, oán khí của âm linh càng ngày càng nặng. Tới lúc quan tài huyền âm không thể chứa nổi nữa thì khô lâu sát sẽ lại phá quan tài chui ra. Yển Nguyệt Đao là bảo khí dẫn linh, đã nhuốm máu vô số lần trong chiến tranh.
giờ lại bị dính âm lệ chi khí của lôi bạo nữa nên đã trở thành sát nhẫn rồi. Sigma lại cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn có thể đồng thời giải quyết được vài chuyện, hắn lại khởi động tam nguyên tụ linh trận. Sigma muốn dùng trận pháp làm lò, khóa sát khí dẫn lửa đến để đốt quan tài huyền âm. Cực viêm chi hỏa, tụ sát quân mộc là nguyên liệu, lấy lôi để dẫn, tôi luyện thêm yển nguyệt đao. Một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu bắt đầu diễn ra, sát khí đang dần được triệt tiêu hoàn toàn bởi cực viêm chi hỏa, lôi long cũng trở nên hoàn toàn khác biệt, không còn nồng đậm sát khí chi lực nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong hoàn toàn, họ còn phải đợi linh hồn của những cặp mẫu tử kia siêu thoát nữa. Sigma vừa nói xong thì từ trong quan tài, những âm linh mẫu tử bắt đầu xuất hiện. Xóa nghiệp chướng, độ vong linh chính là thứ Sigma muốn làm. Hắn tiện tay giúp họ có thể siêu thoát thuận lợi, không còn chút nghiệp chướng hay oán hận nào. Một khung cảnh quá tuyệt vời, Vương Thiên Dưỡng cùng Vương Tịch đều khâm phục hắn từ trong tận đáy lòng. Cuối cùng, tất cả bọn họ trở lại Vương gia. Lúc này, dì Vương cũng đã an toàn ở biệt thự Vương Thị. Bà vừa nhìn thấy Sigma thì đã lao đến ôm hắn rồi khóc lóc. Sigma sợ nhất chính là xử lý những người phụ nữ đó nha. Hắn lóng ngóng ngập ngừng an ủi bà rồi trở vào đan điền gọi Vân Vô Dịch tỉnh dậy. Chuyện này hắn không xử lý được đâu. Cũng may là có Vương Tịch thu hút sự chú ý của dì Vương, rồi hai người rời đi trả lại sự thoải mái cho Sigma. Ngay lúc này, đột nhiên có người xông vào Vương gia. Là Nhan gia chủ và cô nàng cảnh sát Phục Vân, phụ trách nhiệm vụ quan sát và bảo vệ Vân Vô Dịch. Cô vừa xông vào thì đã tức giận chạy thẳng lại chỗ Sigma lải nhải. Nhan gia chủ thì đương nhiên là tìm Vương Thiên Dưỡng để bàn chuyện lớn vừa xảy ra rồi. Lý gia bị tiêu diệt ảnh hưởng rất lớn đến thế cục ở tỉnh S đó. Trong lúc hai vị gia chủ vào thư phòng bàn chuyện thì Sigma lại phải ngồi nói chuyện với Phục Vân. Cô ta lúc này mới kìm chế được mà dặn dò cậu sau này ra ngoài thì nhất định phải báo với cô ta một tiếng. Sigma chả biết nói gì ngoài ok, được, hắn cũng tự hỏi, Vân Vô Dịch trông chả có gì đặc biệt mà sao lại được lắm gái yêu thích dữ. Hắn chả thích chuyện nam nữ tí nào, nếu không phải kiêng dè hình tượng tử tế của Vân Vô Dịch thì hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Ngay lúc này thì Vương Tịch chạy đến đầy hốt hoảng báo rằng dì Vương đã ngất rồi. Sigma nhanh chóng đi theo Vương Tịch đến chỗ bà ấy. Phục Vân dự định chạy theo thì Nhan gia chủ lại nói với cô. Bắt đầu từ giây phút này, cô ta không cần theo dõi và bảo vệ Vân Vô Dịch nữa. Phục Vân thật sự không thể chấp nhận nổi quyết định này. Trên đường về cô ta vẫn truy hỏi Nhan gia chủ. Nếu hủy bỏ việc bảo vệ nhanh như vậy thì Vân Vô Dịch sẽ rất nguy hiểm đó. Nhưng ông ta lại bình tĩnh, Vân Vô Dịch sẽ không gặp nguy hiểm đâu, cậu đã vượt qua được cánh cửa hóa cảnh rồi. Vì vậy chỉ cần không gây chuyện là mừng lắm rồi, làm gì cần người khác bảo vệ cơ chứ. Nghĩ lại lúc này thì còn hoang mang hơn, Vương Thiên Dưỡng nói với hắn ta rằng Vân Vô Dịch đã trở thành sư đệ của ông ta rồi. Chuyện này chả bình thường tí nào, một thằng nhóc học sinh hai ngày trước còn là shipper, vậy mà giờ lại nhảy lên làm sư đệ của gia chủ Vương gia ư. Vương Thiên Dưỡng nói rằng Vân Vô Dịch đã phát hiện ra manh mối cho thấy Lý Diên Tông cấu kết với đảo Quy Khư từ lâu rồi. Và hai người đã trong tối ngoài sáng bày kế tung lưới. Cuối cùng đêm qua mới nhổ được tận gốc rễ của Lý gia, diệt sạch được hai cao thủ hóa cảnh của đảo Quy Khư đang lén xâm nhập tỉnh S. Hộ Long Sứ vậy mà lại để có hai kẻ của Quy Khư đảo xâm nhập tỉnh S như vậy, chuyện này mà lộ ra thì cũng chả tốt đẹp gì cho Hộ Long Sứ đâu. Nhưng hắn ta lại không chấp nhận được việc thả Vân Vô Dịch tự do, cậu có liên quan đến chuyện thiên hỏa đó. Thế là hai người cãi nhau một trận to trong thư phòng. Cuối cùng, giao ước một năm đã được ký kết. Trong vòng một năm này, Hộ Long Sứ sẽ không can thiệp đến Vân Vô Dịch nữa. Đây chính là kết quả đẹp nhất cho kế hoạch của Vương Thiên Dưỡng và Sigma. Hắn nhất định phải chữa khỏi bệnh cho dì Vương trong thời gian ngắn nhất. Bà ấy khỏi bệnh thì Vân Vô Dịch mới có thể toàn tâm toàn ý được. Vì sự trở lại của đảo Quy Khư, trước tiên Hộ Long Phủ phải tìm cách để đề phòng bọn chúng. Nhưng chuyện thiên hỏa liên quan đến bí mật về kết giới thượng cổ này phải để quyền chủ động nắm trong tay cơ quan nhà nước. Có điều là thân phận trước đây của Vân Vô Dịch trước đây rất trong sạch. Hộ Long Phủ là cơ quan nhà nước, bề ngoài họ không có lý do gì để ra tay với cậu hết. Sigma cười đầy thích thú, vậy thì hắn cùng với Vân Vô Dịch lại phải tiếp tục giả ngu giả ngốc thôi. Vương Thiên Dưỡng lại có ý kiến khác, Vân Vô Dịch không nên giả ngốc được nữa. Bây giờ thì họ đã biết ông cùng cậu thuộc Xích Luyện Môn, một sư môn có truyền thông rõ ràng. Sigma cũng suy nghĩ một lúc, hắn phải nghĩ một chút đã. Trước khi Vân Vô Dịch có đủ thực lực, vẫn là nên khách khí một chút với Hộ Long Phủ thôi. Sau hôm nay, Hộ Long Phủ sẽ tạm thời tổng kết và đưa ra lời giải thích chính thức. Đại năng thiên hạ chỉ biết đến sự kiện thiên hỏa có liên quan đến kết giới thượng cổ, nhưng lại không biết có người may mắn sống sót được sau sự kiện thiên hỏa đó. Hộ Long Phủ cho Xích Luyện Môn một năm để điều tra rõ sự tình. Một năm sau thì Vương Thiên Dưỡng sẽ cùng Vân Vô Dịch lên phía Bắc để giải thích hiểm nghi. Sigma vẫn chả để ý lắm, vẫn là để dì Vương khỏi bệnh cái đã. Vương Thiên Dưỡng nhân lúc này mới nói rõ cho hắn nghe. Chuyên gia nước Mét đã kiểm tra tình hình của dì Vương, hiện giờ bà đã đến ung thư giai đoạn cuối rồi. Thuốc Tây chỉ có thể duy trì cho bệnh tình của bà không tệ đi, hơn nữa tác hại của độc tính đối với cơ thể là không thể đảo ngược được.
người tu hành có thể nạp linh khí tự tu luyện, nhưng cơ thể người phàm không thể tiêu hóa được linh khí bên ngoài. Cho dù Sigma có thể đi ngược được ý trời, nhưng e rằng đối với tu hành và thậm chí là tính mạng của hắn nữa. Sigma đã lường trước được tình hình này nên hắn nói thẳng, hắn muốn bố trận dẫn linh khí, để có thể dẫn được tàn mạch của linh mạch trong long và linh khí của Hồ Đại Minh vào một chỗ. Từ đó nuôi dưỡng thân thể của Dì Vương, Vương Thiên Dưỡng có chút bất ngờ, bố trận dẫn linh khí có chút khó khăn. Hiện nay địa khí linh mạch tàn khuyết, một lượng lớn linh khí chuyển động bất thường rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa người bố trận càng dễ bị phản phệ hơn, Sigma vẫn muốn thử xem qua. Hắn bảo Vương Thiên Dưỡng cho mình xuống xe, hắn muốn đi tìm hiểu kỹ lưỡng hướng đi của địa mạch linh khu. Sigma đi đến chỗ Hồ Đại Minh, có điều là nơi này giờ quá đông người, khí ở đây quá loạn rồi. Hắn đành rời đi, để tối rồi quay lại xem sao vậy. Sigma có chút cảm khái, quả nhiên là ở trong kết giới vẫn thích hơn nhiều, hắn có chút muốn trở về nhà. Nhưng ngay lúc này, một giọng hát vang lên, thu hút sự chú ý của Sigma. Hắn tiến lại xem thử thì nó xuất phát từ một cô gái với đông đúc người xung quanh. Đột nhiên có một đám giang hồ tiến lại, chắc thấy cô nàng một mình nên tiến lại bắt nạt đây mà. Cô ta bị ức hiếp nên bực mình cầm đàn đánh tới, nhưng tất nhiên là cô làm sao có đủ sức để đánh lại một đám đàn ông to cao cơ chứ. Cô ta bị hất văng rồi ngã ra chỗ của Sigma. Thấy có người đứng ra thay mặt bảo vệ cho cô gái kia nên bọn chúng bắt đầu tức giận rồi đánh về phía hắn. Nhưng tất nhiên là có mơ mà đánh lại được hắn ta. Sigma bắt đầu đánh lại bọn chúng, cô gái kia vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ai mà biết một chàng trai nhìn mảnh khảnh đến vậy mà có thể một mình đánh bại được cả ba tên giang hồ cao to cơ chứ. Cuối cùng, bọn chúng bị hắn đánh cho cong đuôi bỏ chạy. Hắn và cô gái kia bắt đầu giao lưu một chút. Sigma quay sang hỏi cô bài hát lúc nãy tên gì. Nó thật sự rất là hay, có điều là chưa kịp nghe hết cả bài thôi. Cô gái kia vui vẻ, cô sẵn sàng cho hát cho hắn nghe tiếp khúc ca đó. Chuyện này đơn giản ấy mà, cứ như là báo đáp thì hắn đã giúp cô một lần mà thôi. Nhưng ngay lúc này thì một người phụ nữ lớn tuổi đi đến. Bà ấy là người bán bóng bay ở nơi này. Bà tiến lại nói chuyện với cả hai, khuyên Sigma nên dắt cô gái kia rời đi. Bọn người kia chính là đám lưu manh nổi tiếng ở gần đây, dây vào chúng quả thật chả tốt lành gì. Sigma hỏi bà rõ xem bọn chúng là ai, có gốc gác gì không mà lại dám huênh hoang ở đây. Bọn chúng đều là người của quán ba Khoái Hoạt Lâm. Bình thường có cả một băng đông lắm, chúng đã hoành hành ở khu này lâu lắm rồi. Chúng là một lũ côn đồ, dựa vào thế anh họ của ông chủ Khoái Hoạt Lâm là quan lớn ở cục gì đó. Bà vừa nói vừa như chửi rủa, chắc hẳn chính bà cũng bị bọn chúng ức hiếp bấy lâu rồi. Quả nhiên như hắn đoán, bà ấy đã nói rõ, bọn chúng thường xuyên ức hiếp mọi người ở vùng này, còn chuyên bắt nạt người buôn bán nhỏ như bà ấy nữa chứ. Nói xong thì bà lại dở tính nhiều chuyện, quay sang cảm khái về khả năng võ thuật của Sigma, mới đánh cho chỉ vài đường mà đã đánh cho bọn chúng cong đuôi bỏ chạy rồi. Bà nhìn thôi cũng đã thấy hả dạ rồi, có điều cả băng bọn chúng thì quá đông, tận mấy chục đứa cơ. Tốt nhất vẫn là mau rời đi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vẫn là nên tranh thủ, chuyện này chả mất mặt gì đâu. Chứ đợi chúng đến thì phiền phức chết mất, sau khi cảm ơn bà ấy, cả hai lại bắt đầu bàn chuyện. Sigma có chút băn khoăn thay cho cô, có lẽ sau ngày hôm nay cô không thể tiếp tục đến đây hát nữa rồi. Cô gái kia cũng biết được chuyện này, cô bắt đầu hỏi hắn cô nên làm gì. Bởi nhìn thái độ của hắn thôi là đủ biết hắn đã có phương án rồi. Sigma háo hức nói cho cô, hiện tại cô có hai phương án, một là trốn đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng cô lại có chút e ngại, làm gì có chuyện người tốt mà đi trốn kẻ xấu cơ chứ. Cô không chấp nhận được, nhưng ngay lúc này, một đám người chạy đến ồn ào, Sigma cũng nói rõ cách thứ hai. Đó là đánh cho đến khi nào chúng sợ hãi, rồi tự cút khỏi tuyển thành thì thôi. Sigma đưa cho cô gái kia một tấm vải và dặn dò. Lát nữa thì cô cứ bịt mắt lại, rồi hát lại bài hát vừa rồi. Hát xong là mọi chuyện ổn thỏa ngay. Ngay lúc này, đám người của Khoái Hoạt Lâm đã cùng nhau xông đến. Cỡ này cũng phải vài chục tên đấy chứ. Tên cầm đầu là một tên già đầu chọc, mặt còn đeo kính nữa chứ. Hắn ta ra lệnh cho đám đàn em đằng sau, cùng lên đi, chém chết hắn đi. Sigma nhếch mép, mở đầu của cuộc ẩu đả này đúng là quê một cục luôn mà. Bọn chúng bắt đầu tấn công đến chỗ Sigma, nhưng chỉ mới chốc lát mà tất cả đều đã bị hắn hạ gục. Tên cầm đầu đứng đơ hết cả ra, hắn ta tức giận hét lên. Hôm nay đứa nào đánh gục được Sigma thì hắn sẽ cho đứa đó quyền bảo kê một chi nhánh riêng luôn. Sigma chả thèm quan tâm hắn ta, hắn quay sang bảo cô gái kia bắt đầu hát đi. Đám bọn chúng bắt đầu tấn công đến, Sigma cũng bắt đầu đáp trả. Bọn chúng đến bao nhiêu thì hắn đánh hạ, nhưng ai ngờ, bọn chúng nhân lúc hắn bận rộn mà chạy đến chỗ cô gái kia định đánh tới. Hắn còn dám cầm đao lớn để tấn công nữa chứ, đúng là quá đáng khinh mà. Cũng may là Sigma nghe được tiếng hắn ta la hét nên đã kịp nhìn sang rồi chạy đến ngăn cản. Hắn chỉ cần dùng tay không thôi cũng đã chặn được lưỡi đao rồi. Cái loại đến con gái cũng đánh thì đừng trách hắn hạ thủ vô tình.
Lần này để tránh có tình trạng cô gái kia bị đánh thì Sigma trực tiếp dùng đến trận pháp, bảo hộ cô ta ở trong luôn. Như vậy thì hắn cứ thoải mái đánh mà không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Đám côn đồ nhìn thấy cảnh này thì thấy hơi sợ rồi. Nhưng mà đang giây phút căng thẳng, ai mà rảnh quan tâm đến thứ đó nữa chứ. Chỉ cần biết là đánh tới là ok rồi, nhưng bọn chúng đã lầm. Một tên chạy đến cầm đao đánh tới trận pháp kia. Có điều vừa chạm tới thì một dòng điện xuất hiện, giật cho hắn trực tiếp sùi bọt mép ngất tại chỗ luôn. Đám xung quanh thấy Sigma quá quái dị nên bắt đầu sợ hãi rồi rủ nhau bỏ chạy. Hắn đang vui vẻ vì cuối cùng cũng có người biết điều. Nhưng vừa quay đầu thì lại có thêm một đám lao đến nữa. Vậy thì hắn lại phải đánh cho tới khi đám không biết điều này trở nên biết điều rồi. Sigma đánh tan hết đám bọn chúng rồi lao thẳng đến chỗ tên cầm đầu kia. Hắn xách cổ tên đầu chọc lên rồi chửi cho một hồi. Tên đứng bên cạnh giờ đã sợ đến mức run rẩy quỳ xuống rồi tự nhận mình là chó, là rác rồi. Hắn còn liên tục lạy Sigma để cầu xin tha mạng nữa ấy chứ. Sigma chẳng thèm quan tâm, tặng cho hắn một cú đá phụt máu luôn. Hắn xử lý tất cả xong thì quay lại nhìn cô gái kia, khung cảnh cũng thật khác biệt. Bên ngoài thì đánh nhau máu me đầm đề, nhưng phía trong lớp màn bảo vệ kia, cô gái nọ vẫn bình tĩnh đàn hát thật chill. Cảnh tượng này Sigma cho dù có sống lâu đến vậy vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn tiến lại bảo cô có thể cởi bịt mắt ra. Cô gái kia mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng lúc này ồn ào đã xuất hiện, là cảnh sát. Tại hiện trường có quá nhiều người bị thương, họ đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát vũ trang chi viện hiện trường. Cảnh sát được cử đến tình cờ lại chính là Phục Vân. Cô bắt đầu đi điều tra lời khai của các nhân chứng ở gần đã chứng kiến cảnh tường vừa rồi. Từ quy mô số người tham gia ẩu đả của hai bên và một số chi tiết liên quan, người kia cũng bắt đầu thành thật khai ra, một bên là mấy chục người, còn bên còn lại thì chỉ có hai người mà thôi. Bọn lưu manh đó đúng là vô liêm sỉ, cả mấy chục người đánh một người mà còn thua nữa chứ. Đúng là đáng đời, Phục Vân có chút ngạc nhiên, một người đánh mấy chục người thì có hơi không bình thường rồi. Cô quay ra hỏi lại, người kia trả lời, thực ra một người đánh mấy chục người. Vì người còn lại là một cô gái ngồi bên cạnh chỉ đánh đàn guitar thôi. Người đó bắt đầu mô tả lại tướng mạo của hai người họ. Người con trai thì rất đẹp trai, tóc màu trắng, mặc đồ thoải mái, đánh nhau siêu lợi hại luôn. Sau đó là mô tả về cô gái. Phục Vân nghe sơ qua đã có chút nghi ngờ, lẽ nào người kia chính là Vân Vô Dịch ư? Ngay lúc này thì Sigma cùng với cô nàng kia đã chạy thoát khỏi nơi đó rồi. Sigma thì chả sao hết, nhưng chạy kiểu này thì có hơi quá sức với cô rồi. Sigma cho cô một chai nước uống cho đỡ mệt. Cô gái kia sau khi hết mệt thì bắt đầu quay sang hỏi Sigma, tại sao hắn nhìn thấy cảnh sát thì lại bỏ chạy cơ chứ? Họ là thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp thì mắc gì phải sợ cảnh sát cơ chứ? Sigma nói thẳng, hắn cũng chả phải người tốt gì, gặp cảnh sát thì mệt lắm. Sigma có thời gian nên quay sang khen ngợi lời ca của cô rất hay. Nhưng để nói rõ hơn thì hắn không có đủ vốn từ để nói nha, chỉ biết là rất hay thôi. Ai ngờ cô nàng kia lại dâng trào cảm xúc, nổi hứng làm thơ các thứ. Sigma bên cạnh vẫn yên lặng lắng nghe, cô gái này cũng đặc biệt đấy chứ. Không phải là người tu hành nhưng lại có tâm tính của người tu hành, khí tức trên người vô cùng trong sạch. Hiện nay có rất nhiều người tu hành luôn theo đuổi sự lớn mạnh của pháp thuật nhưng lại đánh mất bản chất của tu hành. Người tu hành rèn luyện trong nhân gian cần truy cầu sự vượt thoát khỏi tâm cảnh. Nhưng càng nghĩ Sigma lại thấy sai sai, rõ ràng hắn là ma đầu mà, sao lại có mấy thứ suy nghĩ này cơ chứ? Sigma nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ này, thà hắn nghĩ xem tối nay ăn gì còn thực tế hơn nhiều. Thế là cả hai bắt đầu cùng nhau đi ăn một bữa. Cô gái kia cũng muốn mời Sigma ăn một bữa coi như là cảm ơn cứu mạng của cậu. Trong lúc ăn, cô gái kia bắt đầu giới thiệu, tên cô là Trần Tiểu Tu. Cả hai bắt đầu ăn rồi thì Sigma bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ. Dưa hấu trên tay cậu có bám một ít linh khí. Hắn quay sang hỏi Trần Tiểu Tu, dưa hấu ở đây hình như khác biệt, đặc biệt ngon hơn bình thường nhỉ. Tiểu Tu cũng giải thích, dưa hấu nhà này ướp lạnh bằng bước suối trong vườn nhà. Sau đó, cô chỉ sang cái hồ ở bên cạnh. Tuyền Thành có rất nhiều suối nguồn, chẳng trách hoa quả ở đây lại có linh khí. Không ngờ trên bốn góc này khảm bốn viên chứng khí linh thạch có chất lượng khá tốt. Có thể khóa linh khí trong suối để nó không bị tan biến, Sigma yên lặng suy nghĩ. Vô số suối nguồn trải dài dưới lòng đất khắp cả thành phố này. Nếu bày trận dẫn linh khí trên đất khó luyện dễ phá, dễ bị phát hiện thì hắn có thể mượn hệ thống dòng chảy đan xen dưới lòng đất của thành phố này. Rồi chọn lựa ra được dòng suối dùng được, từ đó lợi dụng dòng chảy, dẫn linh khí của Hồ Đại Minh và suối Báo Đột. Đến bất cứ nơi nào dòng suối ngầm dưới đất bao phủ, dùng linh khí tàn dư của linh mạch Trung Long bao trùm nơi ở, nhờ đó dì Vương sẽ được an dưỡng trong linh khí, ít nhất thì tế bào ung thư sẽ không bị lan rộng nữa. Đợi đến khi Vân Vô Dịch luyện thành Xích Luyện Nghiệp Hỏa thì tẩy tủy cho bà ấy. Vậy thì đã có thể chữa khỏi ung thư rồi. Nhưng nhìn lại thì có hơi kỳ lạ, ở đây khảm bốn viên chướng linh thạch, nhưng sao linh khí lại loãng đến thế này vậy? Sigma bắt đầu quay lại nhìn cây lựu đằng sau, chính là nó.
không có linh khí nuôi dưỡng thì sao có nó thể phát triển đến vậy được cơ chứ? Lúc này, tiểu tu đã quay sang bắt chuyện với cô nàng chủ tiệm tên là Xích Ngọc. Có vẻ cô là khách quen ở đây rồi, nhưng Xích Ma lại chú ý đến cô gái kia hơn. Khí tức ẩn giấu tốt đến như vậy, chắc chắn cô ta chính là cao thủ. Tiểu tu giới thiệu Xích Ma cho Xích Ngọc, sau đó cả ba tâm sự đến tận tối. Sau khi uống nhiều rượu, tiểu tu cũng đã ngủ gật tại bàn. Sau đó cả hai không ngại ngần mà nói thẳng với nhau. Xích Ngọc hỏi Xích Ma rốt cuộc muốn làm gì với con suối này. Nếu không có ý xấu thì tại sao lại dùng kết giới chướng niệm lên toàn bộ nhà của cô ta chứ? Người ngoài kết giới không cảm nhận được bất cứ chuyện gì trong kết giới. Thứ này rất phù hợp để đánh nhau nha. Cả hai nhìn nhau một lúc, Xích Ma có chút cảm phục người này. Thi pháp mà không bị phát hiện một dấu vết nào, như vậy thì cũng chứng tỏ được. Chứng tỏ là có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Xích Ngọc ngạc nhiên, bởi cô biết hắn không nói đến mình. Xích Ma ngước lên nhìn tên đang đứng ở trên cổng cao bên cạnh. Tên kia biết bị phát hiện nên cũng chả cần nấp nữa. Hắn phi một phát thẳng xuống chỗ hai người. Xích Ngọc hướng thái độ đối địch với hắn. Rốt cuộc hắn là ai mà lại đặc biệt thi triển kết giới chứng niệm ở nhà cô ta cơ chứ? Tên kia cũng nói luôn, hắn đến là để tìm Xích Ma, dạy dỗ cho hắn một bài học, tiện thể cũng cho hắn xem một thứ. Hắn ném thứ được đóng kỹ trên lưng cho Xích Ma, đó chính là Yển Nguyệt Đao của Lôi Bạo. Tên này có chút kỳ lạ, sao hắn lại có Yển Nguyệt Đao cơ chứ? Rõ ràng nó đã ở chỗ Hộ Long Phủ rồi mà. Hắn cũng tự giới thiệu, hắn là hành giả Hoa Hạ, Lục Viễn Minh. Xích Ngọc bất ngờ, đây chẳng phải chính là một trong cửu đại long tướng của Hộ Long Phủ, đại năng huyền cảnh cơ mà. Trong lời đồn, Lục Viễn Minh quất một roi cũng có thể dung chuyển cả thiên hà. Xích Ma cũng ngạc nhiên không kém gì Xích Ngọc. Huyền cảnh chính là cảnh giới thông huyền trong đạo tu chân đấy ư? Bây giờ hắn và Vân Vô Dịch chỉ mới là trúc cơ sơ cấp, thực lực kém nhau cả một đại cảnh giới cơ đấy. Chẳng trách khi Lục Viễn Minh thi triển kết giới thì hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được. Lục Viễn Minh cao ngạo, cô gái này biết đến hắn, nhưng Xích Ma lại không biết phép tắc, không biết đến hắn. Cảnh giới của cả hai cũng cách biệt quá xa, hắn cũng chả thèm bắt nạt làm gì. Lục Viễn Minh nói rõ, hắn muốn dạy cho Xích Ma một trận. Có điều hắn cũng lịch sự, chỉ dùng mỗi tay phải, đồng thời cũng đứng im một chỗ không di chuyển. Dù cho Xích Ma có dùng đến biện pháp nào cũng được, chỉ cần có thể chống đỡ quá 5 phút không gục ngã thì hắn sẽ trả Yển Nguyệt Đao lại. Xích Ma có chút tức giận rồi nha, ông mày chiến đấu cả vạn trận đấu lớn nhỏ trong kết giới, tu hành đến cảnh giới Nguyên Anh. Cho dù bây giờ cảnh giới của hắn đã không còn nữa, nhưng nếu không chống chọi không nổi 5 phút thì chẳng khác gì sống phí mấy vạn năm kia hay sao. Lục Viễn Minh muốn dạy dỗ hắn ư, vậy thì phải xem thử tên này có khả năng đó hay không đã. Xích Ma cầm Yển Nguyệt Đao đánh tới. Nhưng ai ngờ, với lực như này mà Lục Viễn Minh vẫn có thể đỡ được, đã vậy còn là đỡ chỉ bằng một tay và tay không nữa ấy chứ. Không chỉ vậy, một sức mạnh kỳ lạ truyền vào từ lưỡi đao, truyền thẳng đến tay của Xích Ma. Hắn thấy không ổn nên lập tức thả đao rồi lùi về sau. Xích Ma hắn cũng đang luyện công pháp hệ sét, vậy mà lại không thể chặn được hoàn toàn đòn tấn công hệ sét của tên này. Bàn tay của Xích Ma đã bị thương, đây chính là sự khác biệt đáng sợ của cảnh giới. Thực lực của Lục Viễn Minh thực lực đã hoàn toàn đè bẹp hắn rồi. Lục Viễn Minh chộp được Yển Nguyệt Đao, hắn đã cho Xích Ma một cơ hội mà lại không biết dùng đến, ngay cả một cây đao cũng cầm không vững được. Đúng là chê mình sống dai quá rồi, Xích Ma tức giận, chả cần, không dùng đao hắn cũng có thể thắng được nhá. Cả hai bắt đầu tấn công bằng pháp thuật và linh khí. Xích Ngọc bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, hai người này đánh hăng quá rồi. Cô bắt đầu mở trận pháp phòng ngự để bảo vệ cả bản thân và tiểu tu đang ngủ say. Nhưng sau một hồi, Lục Viễn Minh vẫn nắm được thế chiến thắng. Hắn có chút khinh thường, Xích Ma chỉ đến trình độ này thôi à, hắn khởi động ký sinh lôi trói chặt lấy cơ thể của Xích Ma. Đây là công pháp gì đây, hắn chưa nhìn thấy bao giờ nha. Chẳng trách roi sét lúc đầu lại dễ tránh đến như vậy. Hóa ra là để phân tán lôi điểm vào không khí. Chỉ cần dính và vào người sẽ bị ký sinh. Chỉ mới không để ý tí là đã rơi vào cái bẫy do Lục Viễn Minh khống chế rồi. Xích Ma dùng đao gió đánh tới, định dùng nó đã phá bỏ ký sinh lôi. Nhưng đáng tiếc, vừa bị đánh tan thì nó lại phục hồi. Thì ra ký sinh lôi có khả năng tái sinh, vì vậy có giằng co thì cũng không thoát nổi. Xích Ma hét lên. Hắn làm gì tốt bụng mà cho Lục Viễn Minh có cơ hội tái sinh cơ chứ? Hắn khởi động nghịch tật phong xuất hiện. Ký sinh lôi của Lục Viễn Minh khiến cho người ta không thể đề phòng được, một khi dính vào người thì sẽ rất khó loại bỏ. Xích Ma rất có khả năng thua trận này, gió càng ngày càng tụ lớn hơn. Chuyện ở đây sắp mất kiểm soát rồi, rốt cuộc Xích Ma muốn làm gì đây? Lục Viễn Minh đoán là Xích Ma đang muốn dùng cuồng phong để ép hắn di chuyển trước khi hắn phát động ký sinh lôi một lần nữa. Xích Ma thật sự quá coi thường chênh lệch thực lực giữa các cảnh giới rồi. Hắn bắt đầu dùng đến ký sinh lôi cấp 2. Xích Ma lại càng đau đớn hơn, nhưng vẫn là tiếp tục sử dụng cuồng phong tụ. Đã vậy là dẫn cuồng phong đến chỗ bản thân nữa cơ chứ. Nhìn một lúc thì Xích Ngọc cũng hiểu, hóa ra đây là kế hoạch của Xích Ma. Thi triển phong kỹ với chính bản thân để thoát khỏi lôi điểm mà Lục Viễn Minh trồng trước đó.
từ đó bản thân cũng không bị thương. Sigma đúng là cực kỳ tự tin vào khả năng thao túng kỹ năng và tiêu hao linh khí của bản thân mới làm được, có điều hắn có chút làm bừa rồi. Lục Viễn Minh VA không xem trọng, cho dù Sigma có thể loại bỏ được Zed nhưng cuồng phong đã lớn mạnh đến mức không thể khống chế được nữa rồi. Để xem Sigma thoát khỏi cuồng phong của hắn bằng cách nào đây. Thời gian vẫn còn thêm 2 phút nữa, phía Sigma, hai loại tấn công đồng thời ép vào cơ thể hắn. Sigma đau đớn hét lên, giờ phút quan trọng đến rồi, thành hay bại là ở đây hết. Sigma bắt đầu triệu hồi một quả cầu lửa, từ nó một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Kéo Sigma ra khỏi chỗ hỗn độn kia, cuối cùng, hắn đã an toàn thoát khỏi. Lục Viễn Minh có chút tán thưởng, có vẻ hắn vẫn hơi xem thường Sigma rồi. Có điều có vẻ Sigma cũng chỉ làm được đến như vậy mà thôi. Sigma cũng không ngại, hắn cũng đã xong chuyện đâu, hắn dùng huyết dẫn quỹ tích vào phong nộ. Hắn tự lấy máu của bản thân để dẫn ra chiêu thức. Đây chẳng phải là huyết dẫn dị hóa thuật thất truyền từ lâu rồi ư? Lục Viễn Minh cũng bất ngờ không kém, rốt cuộc là Sigma ẩn giấu bao nhiêu thực lực đây? Không ngờ được là Sigma có thể phá vỡ được khí hộ thân của hắn. Nhưng dù linh lực của Sigma có thâm hậu đến mấy thì thi triển thuật dị hóa cũng sẽ cực kỳ tổn hao huyết khí. Để xem là hắn có thể cầm cự được bao lâu đây? Sigma mạnh mẽ đáp lại, tất nhiên là cầm cự đến khi nào thắng được thì thôi rồi. Nhưng ai ngờ, một luồng cuồng phong thứ 3 lại xuất hiện. Lẽ nào ngay từ ban đầu đã có 3 luồng cuồng phong rồi? Chuyện này thật là đáng kinh ngạc, không ngờ được là Sigma lại có thể lén lút ẩn giấu luồng cuồng phong thứ 3 trong suối nước à? Lục Viễn Minh vẫn chưa hết kiêu ngạo. Dù Sigma có khổ tâm bố trận, tấn công bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn mà thôi, hơn nữa nước còn có thể trợ giúp Zed mạnh mẽ hơn nữa chứ. Hiện tại, trong cả cái kết giới này đều là phạm vi tấn công của Sigma hết rồi. Lúc này, Sigma cũng nói với Xích Ngọc, sau lúc cuồng phong bị phá thì hãy nhanh chóng đưa tiểu tu rời khỏi nơi này để tránh bị thương. Đã không còn người ngoài, Sigma phải ra tay thôi. Hắn triệu hồi ra linh hồn của Tiểu Thanh, quấn chặt Lục Viễn Minh lại. Hắn dùng ký sinh lôi ra để đáp trả lại Tiểu Thanh, nhanh chóng khiến nó phải thả hắn ra. Hắn kiêu ngạo, Sigma ngay cả linh thể cũng ra luôn rồi, vậy thì hết chiêu rồi chứ gì. Sigma cũng thấy tức, Lục Viễn Minh không chỉ bị khống chế thân thể mà còn bị khống chế thần trí của Tiểu Thanh nữa chứ. Sigma lại triệu hồi ra đoạn nghịch tật phong. Nhưng mà đoạn nghịch tật phong của Sigma hoàn toàn không thể làm cho hắn bị thương, rồi linh xà của hắn cũng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bây giờ cả kết giới này đều là nước, xét của hắn đã có thể bao phủ được hoàn toàn rồi. Lục Viễn Minh lại tiếp tục dùng lôi điện xoay chuyển. Phía dưới có lôi điện xoay chuyển của hắn tấn công, trên đầu thì có rối linh xà. Sigma ở trên không có điểm đỡ nào hết, để xem thử hắn tránh được kiểu gì đây. Nhưng Lục Viễn Minh đâu biết, Sigma còn có linh hồn của mấy con đại bàng nữa đấy chứ. Hắn cần gì phải tránh chứ, Xích Ngọc càng ngày càng bất ngờ với Sigma, hắn có quá nhiều thứ ẩn giấu rồi đi. Đại bàng dùng đao gió đánh tới, giúp Tiểu Thanh thoát khỏi ký sinh lôi. Lần này, Sigma dùng đoạn nghịch tật phong là đã đủ thắng được Lục Viễn Minh rồi. Lần này Lục Viễn Minh đã dùng đến roi lôi minh. Tính ra thì trên đời này không có mấy người từng thấy hắn ta dùng roi lôi minh đâu. Hôm nay là hắn phá lệ cho Sigma thấy thế nào mới là một roi dung chuyển thiên hà. Hắn vung roi về phía những cột phong lôi, nhưng bất ngờ là nó lại hoàn toàn không bị đánh tan. Đã vậy, từ 3 luồng cuồng phong bắt đầu ồ ạt ra vô số nước. Bên trong thức hải, Vân Vô Dịch đã tỉnh lại. Sigma giải thích, 3 luồng cuồng phong thật ra chỉ là ngụy trang. Trong cuồng phong chính là băng ngưng kết từ nước, dùng để tích lũy đủ nước. Sigma dặn dò Vân Vô Dịch, cậu cũng phải dùng cuồng phong yểm hộ, lên trên góc tam giác cuồng phong. Cả hai cùng nhau hợp sức, thành bại thì phải xem đòn cuối cùng này rồi. Cuồng phong thiên tập, một luồng cuồng phong cuối cùng cũng xuất hiện. Làn gió lạnh xuất hiện, bao phủ cả thành phố này. Còn Lục Viễn Minh thì đương nhiên là bị đóng băng cứng ngắt lại cả rồi. Quyền khống chế cơ thể đã được trả lại cho Vân Vô Dịch. Cậu lúc này cũng mất rất nhiều linh khí đến mức phải hộc cả máu. Nhưng không sao, cậu đã thắng rồi. Sigma nói đúng, dùng mỗi đoạn nghịch tật phong vẫn có thể thắng được Lục Viễn Minh mà. Xích Ngọc thật sự nể phục Vân Vô Dịch. Cậu dùng hết tất cả sức lực, lợi dụng tốc độ siêu cao của cuồng phong khiến cho nhiệt độ hạ thấp. Biến nước thành băng chỉ trong một nháy mắt, lựa chọn thời cơ, khống chế chiêu thức. Đối với một võ giả ở cảnh giới hóa cảnh sơ cấp thì đây chính là chuyện bất khả thi. Vậy sao mà Vân Vô Dịch có thể làm được cơ chứ? Nhưng ngay lúc này Lục Viễn Minh cũng đã phá lớp băng thoát ra, thời gian 5 phút cũng đã hết. Lục Viễn Minh lúc này cũng thừa nhận Vân Vô Dịch đã thắng. Bây giờ cậu đã có thể lấy Yển Nguyệt đao. Vân Vô Dịch lúc này lại quay sang bình tĩnh hỏi Lục Viễn Minh, tuy không muốn nhưng cậu vẫn phải hỏi. Nếu thứ trên này được giải phóng thì cậu sẽ phải hôn mê bao lâu? Xích Ngọc nhìn theo hướng chỉ của Vân Vô Dịch mà ngước nhìn lên trên. Rồi hoảng hốt, đây chính là lôi linh tỏa hồn hoàn. Lục Viễn Minh trả lời Vân Vô Dịch, nhiều thì hôn mê một tháng, ít thì vài ngày thôi. Khi cuồng phong thiên tập của cậu mới thành hình thì Lục Viễn Minh đã ở bên trên kết giới rồi, chỉ là hắn ta chưa tấn công ngay lập tức mà thôi. Vân Vô Dịch thừa nhận,
nếu không phải Lục Viễn Minh nương tay thì Cuồng Phong Thiên Tập của cậu đã không thể thi triển được rồi. Vì vậy, cậu thừa nhận là mình đã thua, nhưng rốt cuộc mục đích đến đây lần này của Lục Viễn Minh là gì cơ chứ? Hắn lại cứ cầm bình rượu mà nhởn nhơ nói bản thân cũng không muốn làm gì, nếu được thì cậu giúp hắn trả tiền rượu đi. Vân Vô Dịch có chút bó tay, rượu thì cũng uống rồi, hắn mất công sức tạo kết giới đánh nhau với cậu. Tuy thắng cậu nhưng cũng không vẻ vang gì, vậy thì rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hai người đứng riêng một góc bắt đầu trò chuyện, Lục Viễn Minh lúc này mới nói rõ. Hắn ở trên núi vô tình nhìn thấy cậu đang chiêu độ vong hồn và cảm thấy cậu rất thú vị. Sau đó hắn nhận được báo cáo của Nhan Phóng về vụ ở Lý Gia nên mới biết về Vân Vô Dịch. Cậu chính là người gây ra sự kiện thiên hỏa ồn ào gần đây. Đại năng trong thiên hạ đã tìm tọa độ của kết giới thiên cổ mấy trăm năm rồi. Đó cũng là nơi những kẻ tu hành trên hoa hạ ao ước bấy lâu. Dù Vân Vô Dịch có nói thật hay không nhưng ít nhất họ đã có một tia hy vọng rồi. Một năm sau, hắn hy vọng cậu mang tới cho Hộ Long Phủ tọa độ chính xác và cách để mở ra lối vào kết giới thượng cổ. Hộ Long Phủ không muốn giao ước một năm của Xích Luyện Môn lại chỉ là một kế hoãn binh đâu. Nếu là vậy thì Xích Luyện Môn và Vương Gia sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Vô Dịch nói rõ cậu sẽ không đem Xích Luyện Môn và sự tồn vong của Vương Gia ra làm trò đùa đâu. Một năm sau cậu nhất định sẽ cho Hộ Long Phủ một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi tiễn Lục Viễn Minh đi, Vân Vô Dịch quay sang hỏi Tiểu Tu đã tỉnh chưa. Xích Ngọc đáp lời, cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Cuồng phong ẩn chứa trong suối nước có uy lực quá lớn, làm vỡ cả chướng linh thạch. Tuy Vân Vô Dịch đã cứu được Tiểu Tu, nhưng lại hủy trận pháp do cô ta dày công bố trí. Nơi này sẽ dần mất hết linh khí, tổn thất thật sự quá lớn. Vân Vô Dịch cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu quay sang hỏi Xích Ma cách thức để sửa lại sai lầm này. Xích Ma bảo Vân Vô Dịch đưa cho Xích Ngọc viên đá mà xà linh tìm thấy là đã đủ để đền rồi. Vân Vô Dịch nghe lời nên đưa nó cho Xích Ngọc. Cô ta nhìn thấy thì có chút bất ngờ, đây chính là lục diêu thạch. Nó không chỉ có tác dụng giống chướng linh thạch mà còn có khả năng dẫn linh khí tự nhiên nữa. Nghe Xích Ngọc nói xong thì Vân Vô Dịch chỉ muốn mắng hắn một trận, thứ quý như vậy mà lại đem tặng dễ dàng. Đúng là phá gia chi của, thấy gái là quên hết mà, tức chết mất. Xích Ngọc cũng đang luyến tiếc, một viên thì không thể thành trận được. Chỉ đành đặt nó trong suối để linh khí bắt đầu ngưng tụ lại dần thôi. Vân Vô Dịch muốn cắt nó ra làm đôi để cô có thể bố trận, nhưng việc này dường như là không thể. Nhưng Vân Vô Dịch lại có thể, chỉ mong là cậu đừng lố tay mà phá hết nơi này thôi. Sau khi cắt đôi viên lục diệu thạch, Vân Vô Dịch bắt đầu bày trận, cuối cùng trận pháp đã thiết lập xong. Trước kia khi ngưng tụ linh khí chỉ được nửa khu vườn, bây giờ linh khí tăng gấp đôi. Vân Vô Dịch có một thỉnh cầu với Xích Ngọc, đó là cho mẹ của cậu ấy đến đây để điều dưỡng. Vì nơi này giúp nâng cao tu vi, người thường đến đây sẽ nâng cao tuổi thọ trị bệnh ung thư của mẹ cậu ấy. Vì nhìn thấy trận pháp chướng linh thạch của cô, mới nghĩ ra cách dùng dòng suối ngầm dưới đất bố trí một trận pháp dẫn linh lớn, để hồi phục linh mạch dưới lòng đất Tuyền Thành, giúp cậu ta sớm ngày nâng cao cảnh giới cứu mẹ. Xích Ngọc nhanh chóng đồng ý, Vân Vô Dịch lại thở dài vì lục diêu thạch còn lại quá ít, Xích Ngọc liền đáp biết một chỗ có lục diêu thạch đó là núi Trường Bạch. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.